Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe một tập truyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương, một câu chuyện rất hay về chủ đề yêu thương sai cách. Và đôi khi trong cuộc sống, yêu thương sai cách nó lại khiến cho con người ta trở nên không hoàn hảo, khiến con người ta đi ngược lại với cái điều mà mình mong muốn. Và tại sao Thuận lại nói như thế thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện ngày hôm nay và cùng đúc kết ra một bài học rất hay trong cuộc sống nha. Ngọc Phúc từ bên ngoài trở về, đứng ở cửa, cô vẫn có thể nghe rõ được tiếng cười vui vẻ của người bên trong. Đi vào trong mới thấy cả gia đình đang cùng ăn tối, không khí hòa thuận, tiếng cười vang vọng khắp nhà. Thật vậy sao? Vậy lựa thời gian thuận tiện Dắt về nhà ăn bữa cơm đi Cha cô nói Mẹ cô nghe vậy liền giơ tay đánh khẽ lên người ông Nhỏ giọng trách Ông gấp gáp như vậy sẽ làm người ta cho rằng Con gái chúng ta đang ế tới nơi đấy Chị gái cô Ngọc Hạnh Nhìn thấy cha mẹ vui vẻ cũng không nói gì Chỉ ngồi đấy cười thật tươi Trong lúc vô tình ngẩng đầu Liền nhìn thấy cô đang đứng bên ngoài Liền lớn tiếng gọi Em về rồi sao? Vào ăn cơm cùng cả nhà luôn này Nghe Hạnh nói cha mẹ cô cũng ngẩng đầu nhìn Thế nhưng biểu cảm trên mặt một giây trước Và một giây sau đều hoàn toàn khác biệt Mẹ cô nhìn cô được vài giây Rồi cũng cúi đầu không nói gì Cha cô nhìn cô hừ một tiếng rồi hỏi Người ta có công ăn việc làm Tăng ca cũng 8 giờ là có mặt ở nhà Mày đến việc làm đàng hoàng cũng không có mà đi đâu đến giờ mới về. Chị mày đã giới thiệu công việc cho mày Tại sao không tới đó hả Phúc đáp bằng giọng thản nhiên Còn không hợp với công việc đó thì đến làm gì Chỉ tốn thời gian thôi Câu trả lời của Phúc trực tiếp đông lạnh bầu không khí trong nhà Ông Sơn đập tay xuống bàn tạo ra tiếng động Khiến mọi người giật nảy mình Ông đứng phát dậy đi tới trước mặt cô Cản giọng hỏi Vậy mày nói tao nghe Mày hợp với công việc gì Phúc mím môi không nói Cô biết dù cô có nói gì Thì cũng chẳng lọt nổi vào tay của ông Trong mắt ông từ lâu Cô đã không có chút giá trị nào Chỉ là một thứ vô dụng không thể quảng đi mà thôi Không nhận được câu trả lời Ông Sơn đã giận lại càng tức giận hơn Đưa tay chỉ thẳng vào mặt cô Lớn tiếng nói Mày nói tao nghe xem Cái nghề nào hợp với mày Là cái nghề đầu xanh đầu đỏ Là cái nghề móng ngắn móng dài là nghề hở trên hở dưới là nghề nào hả bầu không khí giữa hai người dần trở nên căng thẳng hơn hạnh sợ phúc sẽ chọc cha cô giận liền đi tới kéo tay ông trở về bàn ăn ông sơn vốn định vùng ra nhưng thấy là con gái lớn kéo liền để mặc cho cô kéo ông cũng sợ bản thân sẽ bị thái độ của con gái út làm cho lên máu hạnh đưa đũa cho cha lại gắp đồ ăn cho ông nói vài câu khiến ông nguôi giận. Đến lúc ngẩng đầu lên nhìn thì đã không thấy em gái đâu. Không nhịn được thở dài một hơi. Bà Thủy từ đầu tới cuối không dám nói lời nào vì sợ nói thêm một câu thì lại bị chồng mình mắng lây sang. Còn hư tại mẹ. Bà không dạy được con thì chính là lỗi của bà. Hạnh trở về phòng, đóng cửa để ngăn tiếng nói chuyện bên ngoài. quăng túi sách lên giường rồi cứ bày thả người nằm phịch xuống đầu xoay ngang vô tình nhìn thấy tấm ảnh gia đình được đặt trên bàn trên đó đã có một vết nứt do lần trước khi cãi nhau với cha đã vô tình làm vỡ sự việc đó xảy ra giống như có chủ ý sẵn vậy vết nứt xuất hiện đúng chỗ chia cắt cô cùng ba người trong gia đình bên cạnh bức ảnh gia đình còn có một tấm hình khác được chụp trong ngày lễ tốt nghiệp của cô hồi năm ngoái nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai người trong bức ảnh chỉ có một khuôn mặt cô và hạnh là chị em song sinh. Thế nhưng, ngoại trừ khuôn mặt thì hai người họ hoàn toàn khác nhau. Trong bức ảnh, Hạnh chỉ tô chút son, tóc thắt bím để qua một bên, vẻ đẹp thủy mị dịu dàng như hình tượng nàng thơ trong chuyện ngôn tình. Phúc thì tô son đậm, trên mặt còn có một lớp trang điểm mỏng, tóc cột cao đầy cá tính. Là sinh đôi với nhau, nhưng Phúc giống như bản khuyết điểm của hành vậy. Lúc nhỏ mẹ Phúc luôn để hai chị em cô mặc đồ giống nhau. Mỗi thứ mua đều mua một cặp. Trong xóm ai cũng nói hai chị em vừa đáng yêu vừa lễ phép. Cô cũng rất bám chỉ. Người xung quanh lúc nào cũng đùa rằng có hành thì phải có Phúc. Như vậy mới đầy đủ ý nghĩa. Cô đã từng có một khoảng thời gian ngây thơ hồn nhiên như vậy. Nhưng khi lớn lên cô mới hiểu được ý nghĩa của câu có hành thì phải có phúc là như thế nào. Hạnh từ bé đã rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn, lễ phép, lại rất sáng dạ, thuộc dạng nói một hiểu mười. Còn Phúc thì hoàn toàn ngược lại, cô thích chạy quanh xóm tìm tòi khám phá, thích tụ tập với mấy đứa con trai nhảy cầu đá banh, rất khác so với hình tượng của Hạnh. Chính vì những điều đó, cha mẹ cô cũng dần dần nghiêng cán cân về phía chị gái. Mỗi lần cô phạm lỗi hoặc làm không tốt đều lấy chị gái ra so sánh với cô cô được điểm thấp thì lấy bài điểm cao của chị gái ra so cô được điểm cao thì lại lấy thành tích nhất khối của chị gái ra nói trong mắt bọn họ sự cố gắng của cô chỉ là điều bình thường mà ai cũng dư sức làm được thái độ của cha cô có lẽ là khắc nghiệt nhất ông có thể sẵn sàng phê bình cô trước mặt mọi người sẵn sàng gọi cô là đồ vô dụng sẵn sàng gạt bỏ hết mọi nỗ lực của cô ngày cô và chị gái thi đại học với thành tích học tập luôn đứng ở top đầu thì kỳ thi này vốn chẳng là gì. Mọi thứ đều diễn ra rất dễ dàng và suôn sẻ. Chị gái cô đậu vào một trường đại học tốt đầu trong tỉnh. Tương lai bước đầu đã chẳng có chút trở ngại gì. Nhưng hạnh thì ngược lại. Cô vốn chẳng có hứng thú với việc học. Thành tích có được cũng là bao nỗ lực muốn chứng minh cho cha mẹ thấy. Nhưng khi không được công nhận, cô chẳng còn muốn nỗ lực nữa cuối cùng thì bấy nhiêu sự cố gắng cũng chỉ đổi lại một số điểm đủ để đậu vào một trường cao đẳng trong huyện cô biết kết quả đó không chỉ là sự thất bại của cô cũng là sự thất vọng của cha mẹ cô từ đó đến nay thì ông chẳng còn ngó ngàng gì đến cô nữa năm ngoái cô nhận được bằng tốt nghiệp là bằng đại học chính quy sau khi mất hai năm học liên thông dù tốn nhiều thời gian hơn nhưng cô vẫn muốn cha cô có thể nở mày nở mặt khi có hai cô con gái đều học đại học thế nhưng lúc cô nhận bằng cha cô vẫn đang bận chúc mừng cho chị gái cô vừa được thăng chức lên trường phòng trong khi chỉ mới bắt đầu làm việc được nửa năm một năm gần đây cô luôn bị cha cô cằn nhằn về việc làm cô biết thưa ông quan tâm không phải là sự nghiệp của cô ông chỉ quan tâm đến bộ mặt của ông khi có một người con thất nghiệp mà thôi tuần trước chị gái đã tìm được cho cô một công việc là của một người quen giới thiệu. Hôm nay là ngày phỏng vấn nhưng cô vốn không đồng ý nên đã không tới. Tin chắc cha cô khi biết chuyện nhất định sẽ tức giận nên cô đã ở bên ngoài rất lâu mới trở về. Cô nghĩ giờ này chắc cha mẹ đã ở trong phòng xem tivi chuẩn bị ngủ. Nhưng cô không ngờ Hành đã gọi điện cho cha mẹ nói rằng hôm nay tăng ca về trễ. Cha mẹ cô khi nghe vậy liền quyết định chờ chị gái về mới ăn cơm thành ra mới có tình huống chạm mặt như thế này. Phúc vắt tay lên chán suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ biết thở dài một hơi, đứng dậy lấy bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Phúc không học giỏi, nhưng lại có năng khiếu trong việc viết văn. Cô đam mê tiểu thuyết trinh thám và đang đi theo con đường đó. Đối với cha mẹ cô, những người vẫn còn mang tư tưởng truyền thống, thì những công việc như này chỉ như một trò chơi lừa gạt. Có tiếng không, có miếng, thế nhưng cô đã hiểu rõ mọi chuyện thay vì cứ chạy theo cái thứ hạnh phúc không thuộc về mình cô chỉ nên dành hết tâm sức cho niềm đam mê của mình là được rồi cô đã ký hợp đồng thành công với một nền tảng số tiền kiếm được cũng ngày càng nhiều hơn hiện tại cô đã bắt đầu lên kế hoạch ra ở riêng biết đâu chừng một nhà ba người bọn họ mới là định nghĩa chính xác của hạnh phúc tắm ra thì phúc cũng thấy hơi đói bụng áp tay vào cửa không nghe thấy tiếng nói chuyện nữa mới mở cửa đi ra ngoài. Bàn ăn đã được dọn dẹp, phòng bếp cũng đã được lau chùi sạch sẽ. Cô đi đến mở tủ lạnh thì thấy có đồ ăn được đóng hộp bên trong, không cần hâm nóng, trực tiếp bới một tô cơm lót dạ. Đồ ăn lạnh khiến mỗi lần cắn răng, cô đều ê hết cả lên. Có tiếng mở cửa khiến hành động ăn cơm của Phúc cũng dừng lại. Nhìn thấy người ra là chị gái mới thấy nhẹ người, thong dong tiếp tục dùng bữa hạnh nhìn thấy ánh đèn ở phòng bếp liền đi qua thấy em gái một mình ăn cơm liền ngạc nhiên hỏi khi nãy sao không chịu ăn cơm với cả nhà phúc hử một tiếng nói tôi mà đến ăn cùng cha lại nuốt không trôi cơm cha cô và em gái đã giữ mối quan hệ căng thẳng như này rất nhiều năm cô biết không thể trong một ngày một giờ mà có thể nói rõ được cha cô vì lo cho em gái Sợ em ấy quá phóng túng thì sẽ đi sai đường Còn em gái thì lại có con đường riêng muốn đi Hai người đều nóng tính như nhau Ở cạnh nhau lúc nào cũng như hai ngọn đuốc sáng rực Không khí chỉ nóng lại càng nóng thêm mà thôi Cô nhìn em gái do dự hỏi Có phải em không thích công việc văn phòng gò bó không? Nếu không em nói một chút về việc em muốn làm Chị giúp được thì, thì chị sẽ giúp Chị không giúp được đâu cứ để tôi tự mình làm là được rồi Phúc lạnh giọng nói Thái độ lạnh lùng của em gái khi nói về vấn đề này Cũng không phải lần đầu Cô cũng đã quen thuộc không ít Lúc này Phúc cứng mềm đều không ăn Dù cô có nói khản cổ cũng không vào tay nó được chữ nào Nhưng mà nếu như cứ tiếp tục im lặng không để tâm Em gái sẽ ngày càng khép mình lại Tách biệt với mọi người trong nhà Nghĩ nghĩ một hồi Hạnh lên tiếng nói Thật ra viết tiểu thuyết cũng rất tốt. Nếu như viết được một tác phẩm hay thì sẽ kiếm được không ít tiền. Có khi còn một đêm thành danh nữa chứ. Nhưng mà... Hạnh dừng lại vài giây để quan sát thái độ của em gái. Thấy cô không có phản ứng gì khác thường, liền nói tiếp. Nhưng mà... Nghệ tác giả là nghề dài lâu. Em có thể tìm một công việc để làm. Buổi sáng đi làm buổi tối viết chuyện. Như vậy cũng có đồng ra đồng vào tích cóp đủ rồi thì em có thể tập trung vào việc sáng tác như vậy cha mẹ cũng yên tâm hơn hiện tại có những công việc cũng không đến mức áp lực hay quá nặng nhọc mức lương thấp một chút công việc nhàn một chút như vậy thì em có thể dành nhiều thời gian để phục vụ cho đam mê của mình hơn em suy nghĩ một chút về những điều chị nói được không đồ ăn trôi qua cổ hỏng cũng vì những lời hạnh nói là nuốt không trôi được phúc bỏ đũa xuống ngẩng đầu nhìn chị gái đột nhiên hỏi một câu chị có mệt không? Hạnh không hiểu ý em gái, đang định hỏi lại liền nghe nó nói. Phải giả vờ như bản thân rất thoải mái, giả vờ như cuộc sống hiện tại rất tốt. Mỗi ngày đều phải nghe những cuộc tranh cãi của tôi và cha, còn phải đóng vai như một người hòa giải. Tôi hỏi thật, chị có mệt không? Sao em... Hạnh ngạc nhiên đến mức chẳng nói ra được câu hoàn chỉnh. Phúc đứng dậy, bỏ chén dơ vào bồn, xúc miệng rồi quay người rời khỏi phòng bếp. Lúc đi ngang, chị gái vẫn không quên nói một câu. Chị không mệt, nhưng tôi mệt. Sau này đừng nói những lời như vậy nữa. Chị chỉ ra đời trước tôi 4 phút thôi. Những cuộc nói chuyện như này đã xuất hiện rất nhiều lần. Và kết cục của mỗi lần đều không khác biệt gì mấy. Cô đỡ chán ánh mắt nhìn vào một điểm như dại ra. Thầm nghĩ bản thân đã rất cố gắng thấu hiểu em gái nhưng giữa hai người dường như có một bức tường ngăn cách mãi không vượt qua được cô vẫn nhớ đứa em gái ngày ngày bám theo mình kể về những thứ mà nó vừa tìm được những trò chơi nó vừa khám phá ra còn có cương mặt phụng phịu khi bị mẹ nắm đầu thắt bím rồi mặc những chiếc váy công chúa đầy nơ cô đã từng muốn đứng ở vị trí của em gái để suy nghĩ nhưng cô vẫn không cách nào hiểu được có lẽ thời gian đã làm nhiều thứ thay đổi bao gồm Cả con người Bây giờ đến hai chữ chị hai Cô muốn nghe cũng đã khó khăn vạn lần Huống chỉ là em gái Chịu nghe lời cô khuyên Thở dài một hơi Tâm trạng đầy nặng nề khi nghĩ đến việc làm sao Để cải thiện mối quan hệ của cha và em gái Càng nghĩ lại càng thêm đau đầu Điện thoại tinh một tiếng Màn hình sáng lên Hiển thị tin nhắn vừa mới đến Em đã ngủ chưa? Tin nhắn gửi đến còn kèm theo mấy hình trái tim phía sau. Hạnh mỉm cười, cầm điện thoại lên nhắn tin trả lời. Vẫn chưa? Bên kia im lặng hồi lâu rồi đột nhiên hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Ngón tay định nhắn chữ của Hạnh chợt dừng lại, nét cười trên gương mặt cô ngày càng thêm sâu. Từ lúc quen nhau đến nay chỉ mới hơn một năm, nhưng anh lại giống như đã quen cô từ kiếp nào vậy, chỉ cần một biểu cảm, một câu nói của cô, anh đã nhanh chóng nhìn ra những cảm xúc bên trong nội tâm của cô. Có những chuyện cô không thể nói với cha mẹ hay em gái, ngược lại ở trước mặt anh thì lại có thể thoải mái nói hết, giống như câu vạch áo cho người xem lưng vậy. Hạnh mại suy nghĩ nên không kịp nhắn tin trả lời, đến khi nhìn lại đã thấy anh gửi đến mấy tin nhắn liên tục. Anh là người rất giỏi giữ bí mật, Em có thể xem anh như một thùng rác để quăng những ưu phiền trong lòng đi. Hãy đi ngủ sớm, ngày mai anh sẽ đến đón em. Nếu thấy dưới mắt em có quầng thâm, anh sẽ phạt em phải nằm trong lòng anh mà ngủ bù đấy. Hạnh bật cười thành tiếng. Anh nói chuyện cứ như chắp boy vậy, hay là nam chính ngôn tình đây? Là nam chính trong câu chuyện tình yêu của cuộc đời em. Tình nhắn của anh khiến Hạnh khựng đi vài giây chỉ trong vài giây đó cô có cảm giác như bản thân kiếp trước dường như đã làm chuyện gì đó rất cao cả nếu không tại sao lại để cô gặp được người như anh chứ cảm giác rõ nhất trong lòng cô hiện tại chính là muốn cùng người đàn ông này bước vào lễ đường muốn cùng anh đi hết quãng đường còn lại muốn có những đứa trẻ là kết tinh tình yêu của hai người viễn cảnh đó cứ chạy quanh trong đầu khiến cô bất giác mỉm cười rồi lại ôm mặt ngượng ngùng không thôi thậm nghĩ bản thân sao lại mất giá như vậy chứ anh nè ngày mai anh có muốn đến nhà em ăn bữa cơm không bên kia rất nhanh đã hồi âm tất nhiên là muốn chỉ sợ cha mẹ em sẽ không hài lòng cậu con rể này mà thôi hạnh rất muốn nói là rất hài lòng nhưng nghĩ đến ruộng giá của bản thân cuối cùng vẫn im lặng không nói chỉ nhắn qua một tin an ủi rồi thôi Nói chuyện với bạn trai xong, anh cảm thấy tâm trạng rất nhẹ nhàng, giống như cục đá trong tim cuối cùng cũng bỏ xuống được vậy. Bình thường anh xuất hiện trước mặt cô luôn mang vẻ tự tin, nhiệt tình, đẹp trai ngời ngời, cảm giác như là nam chính từ tiểu thuyết bước ra. Ngay đến cảnh anh khúm núm trả lời những câu hỏi của cha mẹ, khiến cô không nhịn được mỉm cười. Thẩm nghĩ lúc đó chắc chắn phải chụp lại khoảnh khắc đó, để sau này mỗi khi anh cao ngạo tự tin sẽ lấy ra dọa cho anh tắt đèn luôn. Buổi tối Phúc thức đến hơn 2 giờ sáng mới ngủ, nên gần 8 giờ cô mới thức. Cảm giác đầu tiên cảm nhận được chính là đau đầu. Buổi sáng có hẹn với biên tập viên, nên cô dù không muốn cũng phải thức dậy, mang theo gương mặt xám xịt đi vào nhà vệ sinh tẩy rửa. Đến khi ra, vẫn không cải thiện được mấy. Mái tóc nhuộm vàng rối nổi chẳng khác nào cây chổi quét nhà, quẩn thâm mắt đen xì, mặt thì sưng húp lên trông cứ như một nhân viên đã tăng ca liên tục mấy ngày mấy đêm chuẩn bị chầu trời đến nơi vậy thấy thời gian đã chế cô nhanh chóng thay đồ lấy những thứ cần bỏ vào túi rồi ra khỏi phòng cả căn nhà tĩnh lặng như không có ai trong lòng nghĩ như vậy cũng tốt ít nhất cô sẽ không phải nghe những lời cằn nhằn vô nghĩa nữa chân vừa mang giày xong mở cửa đi ra vừa đi được mấy bước đã nghe tiếng còi Cô quay đầu thì thấy mẹ cô đang đứng bên hông tưới cây. Nhìn thấy cô liền đi đến hỏi. Hôm nay con lại ra ngoài nữa à? Phúc gật đầu nói. Có việc phải giải quyết. Mẹ cô do dự vài giây rồi nói. Tối nay con có định về sớm không? Có chuyện gì? Chiều nay chỉ con muốn dẫn bạn trai về ăn cơm. Con xem có thể về trễ... Phúc cười khẩy một tiếng, trái tim khẽ rung lên, môi mấp máy như sắp thốt ra những lời chất vất, nhưng cuối cùng chỉ nói. Tối nay tôi ở nhà bạn, không về. Nói xong cô nhanh chóng rời đi, vì sợ đứng lại thêm vài giây sẽ không nhìn được bật khóc. Trong lòng thầm trách, đã bao nhiêu lần rồi mà cô vẫn chưa thể quen được với những lời nói bình thường nhưng mang đầy dao kéo như này. Cô biết trong mắt bọn họ cô không chỉ là một đứa bất tài vô dụng mà còn là một sự nhục nhã của gia đình mỗi khi nhà có khách thì cha mẹ luôn nói khéo để cô không có mặt ở nhà vì bọn họ không muốn trả lời những câu hỏi về cô không muốn những lời nói dối trước đó bị vạch trần trong mắt họ hàng cô là quản lý là trưởng phòng là người kinh doanh có thể là bất cứ người nào nắm giữ bất cứ chức vị nào còn con người thật Nghề nghiệp thật sự của cô thì chưa bao giờ được nói đến. Cô bắt taxi đi đến thư viện thành phố, nơi đây yên tĩnh, thoáng đáng lại có nhiều tư liệu. Cảm giác không khí ở đây còn tốt hơn ở nhà gấp mấy trăm lần. Đi đến chỗ cuối cùng trong góc, vừa đặt mông xuống liền đảo mắt nhìn quanh. Kết quả vẫn là không nhìn được mà rơi nước mắt. Không phải là gào thét nức nở hay bật khóc thảm thiết. Cô đưa tay chống cầm đầu nghiêng qua một bên, nhìn ra bên ngoài, rồi cứ như vậy mà nước mắt rơi thành dòng Trong lòng có chút kinh ngạc Cứ tưởng bao năm qua nước mắt đều đã cạn khô rồi Hóa ra vẫn còn lại một ít Nước mắt theo cảm xúc tiếp tục rơi xuống Bàn tay còn lại để trên bàn Cũng bị những giọt nước mắt lột bột rơi xuống thấm ướt Phía sau chuyển đến tiếng bước chân Phúc vội vàng kéo ống tay lau mặt Giả vờ như không có chuyện gì lấy máy tính ra bắt đầu làm việc Điện thoại vừa lấy từ trong túi ta liền báo có tin nhắn đến. Người gửi là biên tập viên, nói rằng buổi sáng ở công ty có chút chuyện nên sẽ đến muộn khoảng một tiếng. Mắt nhìn tin nhắn từ rõ ràng đến nhòe đi, khóe mắt cay xót như bị sát ớt. Trong đôi mắt rưng rưng giọt nước trực trào, đột nhiên bên mặt xuất hiện một bàn tay cầm khăn giấy vươn tới, lau đi giọt nước mắt vừa kịp rơi xuống. Phúc ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một người đàn ông mặt mày ưa nhìn đứng bên cạnh. Bàn tay dừng lại trước mặt Khiến cô nhất thời không biết có nên đẩy ra hay không Anh làm gì vậy? Phúc hỏi Người kia thu lại bàn tay Nhẹ nhàng nói Mẹ tôi nói Phụ nữ thường mạnh mẽ hơn đàn ông trong nhiều việc Họ gào khóc kêu la là bình thường Nhưng nếu là âm thầm rơi lệ Thì nên được quan tâm Nước mắt rơi chỉ làm đau mắt mà thôi Đừng khóc nữa Phúc ngơ ngác nhìn người đàn ông hồi lâu sau vẫn không nói được lời nào. Máy móc đưa tay cầm lấy tờ khăn giấy được đưa tới, quả loa lau mặt. Người đàn ông nhìn thấy cô chịu nhận khăn giấy mình đưa tới thì nở nụ cười mãn nguyện. Anh bước tới ngồi xuống đối diện, bày đồ đạc của mình ra. Khi ngẩng đầu lên, bất giác khựng lại vài giây, ánh mắt mang đầy sự nghi hoặc nói. Tôi không có ý gì, nhưng mà trông cô rất giống một người mà tôi quen biết. Không phải đường nét của hai người rất giống nhau có lẽ khi tẩy trang thì lại càng giống hơn phúc nghe vậy liền tặc lưỡi khinh thường bề ngoài trông có vẻ tuấn tú phong cách ăn mặc cũng hiện đại có điều hình như không biết cập nhật xu hướng thì phải những kiểu làm quen cổ lỗ sĩ như vậy cũng có thể nói ra miệng được cô nghĩ nghĩ liền nói chỉ một người thôi đã sợ giờ lại thêm một người nữa sao vậy người anh nói giống tôi như thế nào Người đàn ông không để ý đến câu nói đầu tiên của cô, rất thẳng thắn đáp. Cô ấy trông có vẻ dịu dàng, nụ cười ngây thơ như một đứa trẻ. Từng cử chỉ hành động của cô ấy đều toát lên sự thánh thiện, có cảm giác như dù đầu tóc rối bời, cô ấy vẫn xinh đẹp. "Vậy, tôi giống người anh nói bao nhiêu phần?" Phúc hỏi. Câu hỏi nghe không có chút thiện chí nào của cô khiến người đàn ông nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng, liền nhanh chóng sửa miệng hai phần hai người đi theo hai phong cách khác nhau mỗi người mang một vẻ đẹp riêng tôi chỉ thấy giống nên nói giống thôi không phải có ý muốn tiếp cận hay gì đâu cô đừng nghĩ xấu cho tôi phúc nghĩ trong lòng cũng may người này vẫn còn nói được vài câu vớt bát hình tượng nếu không sợ là cô phải khai trương mồm từ sớm rồi thế nhưng khi nhìn thấy nét mặt hốt hoảng tìm cách giải thích của anh không hiểu vì sao lại thấy rất dễ thương rất muốn trêu chọc thêm nữa Người đàn ông thấy Phúc không nói gì thêm Cũng không biết có phải đã chọc cô tức giận hay không Do dự một hồi lên tiếng hỏi Tôi ngồi ở đây được không? Bình thường tôi cũng thích góc nhìn chỗ này lắm Không ngờ hôm nay chỉ đến trễ một chút thì đã có người ngồi rồi Chủ yếu là ngồi ở đây mới lấy được cảm hứng Nhìn hành động trơn tru khi nãy của người đàn ông Phúc thầm nghĩ Đã sắp xếp đồ đâu vào đấy hết rồi Mới mở miệng hỏi nâng đầu nhìn anh nói anh thích ngồi đâu thì ngồi thư viện này cũng đâu phải do tôi mở cô cũng sẽ nhanh chóng rời đi nên cũng không quan tâm lắm điều chỉnh lại bản thân rồi bắt đầu làm việc hai chiếc laptop trắng đen đặt đối diện tiếng có bàn phím lộc cộc như đang hòa vào nhau dù không nói lời nào cũng vô cùng hòa hợp phúc để ý những người vào sau muốn đến gần chỗ bọn họ ngồi nhưng khi thấy liền quay đầu tìm chỗ khác giống như không muốn làm phiền không gian riêng của hai người bọn họ vậy. Người đàn ông chăm chú đánh máy hồi lâu, gần 20 phút sau mới ngả lưng, bẻ tay rôm rốp. Anh đưa tay lấy trong hộp ra một chiếc kính đeo vào. Nghe có tiếng động phúc ngẩn đầu nhìn, liền bắt gặp cảnh tượng người đàn ông cởi chiếc áo khoác dài ra để lộ thân hình săn chắc, cao ráo, bàn tay đưa lên đẩy gọng kính nằm trên sóng mũi cao ngất. Thời khắc đó tưởng chừng thời gian đã ngừng lại, trên trái đất chỉ còn lại duy nhất hai người bọn họ Trong lòng đột nhiên có chút ngưỡng mộ và ganh tị Dành cho người phụ nữ nào có được trái tim người đàn ông này Người kia vốn không có thời gian để ý đến biểu cảm si mê của Phúc Anh đứng dậy đi đến chỗ kệ sách tham khảo Chắc là trong lúc làm việc đã gặp chỗ khó Anh vừa rời khỏi chỗ Phúc liền đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực của mình Thầm mắng Mày biết liêm sỉ dùng ta một cái thấy trai đẹp là tươm tướp hả người kia rất nhanh đã quay lại trên tay cầm theo không ít sách nhưng phúc nhận ra những quyển sách đó cô đều đã đọc qua trong lòng có chút tò mò không biết người này đang làm công việc gì cô là người viết tiểu thuyết trinh thám nên sách cô đọc cũng đều là về chủ đề trinh thám phá án cảm giác như tìm được người cùng chí hướng khiến trong lòng bồi hồi muốn tiếp cận chưa kịp mở miệng điện thoại đã reo lên tránh làm ổn người khác cô nhanh chóng bắt máy biên tập viên báo đã xong việc nhưng hôm nay lại muốn ra quán nước để bàn chuyện phúc nhanh chóng đáp ứng rồi dọn dẹp rời đi khoảnh khắc đứng dậy liền có chút tiếc nuối thầm nghĩ không biết có còn cơ hội để gặp lại người này hay không nhưng với vẻ ngoài của mình cô sợ nếu chủ động xin cách liên lạc anh sẽ cho rằng bản thân không đứng đắn cả người đã đứng dậy nhưng chân lại nặng như chì không muốn rời đi ánh mắt như dán chặt vào đỉnh đầu của người đàn ông. Có lẽ vì ánh mắt của cô quá nồng cháy khiến người đàn ông dù không để ý cũng cảm giác được đỉnh đầu đang bốc cháy. Anh ngẩng đầu nhìn thì thấy người trước mắt đã dọn đồ xong chuẩn bị rời đi. Thấy thế anh liền hỏi. Đến giờ cô đi rồi sao? Phúc giật mình thu lại tầm mắt, ẩm ừ gật đầu. Bị phát hiện nên cô cũng không thể cứ đứng chân ở đó được, liền không tình nguyện rời đi trong lòng đã thẩm niệm xong hai chữ tạm biệt hơn ngàn lần. Hẹn gặp lại, người đàn ông mỉm cười nói. Trong lòng liền dâng trào cảm giác lâng lâng không rõ, biểu cảm cứng đờ đáp lại. Hẹn gặp lại. Cố gắng thể hiện bản thân không sao mà từng bước rời đi. Nhưng vừa ra khỏi thư viện liền như có bệnh mà vừa cười vừa dập chân bình bịch, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn. Trái tim treo trên cổ họng hồi lâu sau vẫn chưa đập lại bình thường được. Cảm xúc khó tả này có phải gọi là rung động hay không? Đã rất lâu rồi không có ai nhìn cô mỉm cười dịu dàng như vậy. Đã rất lâu rồi không ai đối với cô nói những lời quan tâm thật lòng như vậy. Cũng đã lâu rồi, cô không có cảm giác muốn gặp ai đó đến như vậy. Biện tập viên hẹn phúc đến một quán nước gần thư viện để bàn chuyện. Hai người chọn vị trí trên lầu, vừa có tầm nhìn tốt vừa yên tĩnh, không khí cũng thoáng mát hơn bên dưới rất nhiều. Vừa ngồi xuống bàn, hai người đã bật chế độ làm việc, vì nằm trong phạm vi hiểu biết của mình, nên suốt buổi thảo luận cô rất tỉnh táo. Đôi mắt lúc nào cũng như có ánh sáng khi nói về điều cô yêu thích. Thậm chí người đàn ông vô tình đi vào trái tim cô, cũng bị cô bỏ ra sau đầu. Hai người ngồi ở đó bàn việc, liền tù tì gần 5 tiếng đồng hồ. Phục vụ bưng nước lên cũng bắt đầu mỏi chân hai người mới kết thúc công việc phúc vườn vai một cái cầm ly nước rột rột hút hết nhắm mắt lại cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua mái tóc biên tập viên ngẩng đầu nhìn thấy liền hỏi hôm nay có chuyện gì vui à phúc nhếch mày làm như không hiểu hỏi vui gì đâu bình thường thôi không đâu tâm trạng em hôm nay đặc biệt tốt đấy Bình thường lúc bàn việc mặc dù em cũng rất hào hứng Nhưng trong mắt luôn có chút gì đó buồn buồn Hôm nay không biết sao lại đặc biệt linh động Giống như vừa trúng số vậy Phúc nghe người chị thân thiết của mình nói vậy Mới nhận ra từ nãy giờ Khỏe miệng cô vẫn luôn nhếch lên Hóa ra tâm trạng tốt là như thế này sao Biên tập viên còn việc phải làm nên rời đi Phúc thấy không khí ở đây tốt Hơn nữa cô vẫn còn nhiều thời gian nên quyết định ở lại đây viết bài luôn. Lần nữa, kêu phục vụ dọn bàn, gọi thêm một ly nước và một phần bánh ngọt, rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Bên cạnh có người kéo ghế ra, giọng nói quen thuộc gọi phục vụ khiến Phúc chú ý, cô theo phản xạ quay đầu nhìn. Cuối cùng, đối diện với ánh mắt cũng không kém phần ngạc nhiên của người kia. Sau trùng hợp vậy, người đàn ông tròn mắt nhìn cô hỏi: phúc nhìn thấy người đàn ông khiến cô xuất hiện cảm giác khác thường ngồi phía sau liền có chút đề phòng thầm nghĩ sự trùng hợp này có phải là sắp đặt hay không sao lại có thể tình cờ đến mức như vậy chứ đúng lúc đó một người phục vụ của quán mang nước lên đặt xuống một ly cà phê sữa và một phần bánh dâu sau đó lại đưa tay vỗ vai người đàn ông dường như rất thân thuộc mà nói bánh dâu đặc biệt của quý khách đấy còn lại duy nhất một phần muốn cái nữa cũng không có Người đàn ông cười nói Cậu không để mình gọi muốn Lỡ đầu hôm nay mình muốn đổi món thì sao Người phục vụ biếu môi tỏ vẻ giận hờn Thôi đi ông tướng Cậu đến chỗ tôi bao nhiêu lần rồi Mỗi lần có món mới đều ưu tiên giới thiệu cho cậu Cuối cùng thì sao Cậu chủ đồng à Cậu chỉ nên im lặng thưởng thức là được rồi Bày trò nhiều quá Vũ Đồng khóe môi nâng lên, cao ngạo nhìn người phục vụ vừa mới vạch trần mình. Vài giây sau liền cúi đầu nhấm nháp vị ngọt tan của bánh kem dâu tây. Phúc sau khi đối mắt xong thì ngồi yên một chỗ, cảm thán bản thân đã quá đa nghi, chưa gì hết, đã nghĩ người ta lên kế hoạch tiếp cận gì đó. Có kỳ hiện tại người kia cũng có cùng suy nghĩ giống cô, cho rằng cô mới là người theo dõi. Có khách vào, người phục vụ lại rời đi vũ đồng lúc này mới nhớ đến người bạn quen biết lúc sáng lên tiếng nói người ta nói một ngày mà gặp nhau ba lần thì không duyên cũng nợ đấy chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần thôi phúc đỏ mặt nói thật ra cô ước gì người này sẽ xem như không thấy cô giờ nhìn mặt anh cô lại nhớ đến những suy nghĩ của bản thân vào hai giây trước cảm giác xấu hổ đến mức muốn tìm lỗ mà chui xuống cho rồi Giống như một sự tình cờ Hai người cũng chỉ chào hỏi đôi câu rồi thôi Ghế ngồi như có đinh Khiến cô không cách nào ngồi yên được Tâm trạng cứ như kiến trên chảo lửa Cuối cùng vẫn không nhìn được Đứng dậy thu dọn rời đi Lần này cô đi không nhận được câu hẹn gặp lại của anh Là vì lúc cô rời đi Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó Hình như là một cuộc hẹn ăn tối rất quan trọng Phúc đi ra khỏi quán nước trong đầu vẫn còn văng vẳng những câu nói của anh qua điện thoại. Anh sợ người nhà em không thích anh thì sao? Anh có nên đến sớm xuống bếp để cho tài lấy điểm không? Hẹn gặp em vào buổi tối. Cuộc nói chuyện chỉ vòn vẹn mấy câu, nhưng tình ý lại ngập tràn trong mắt người kia. Hóa ra anh đã là hoa có chủ. Bình thường cô đúng là có chút lặng lơ phóng khoáng, nhưng không ngờ vỡ bậy vỡ bạ lại rung động với người đã có bạn gái đi bộ một đoạn liền dừng lại đúng lúc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong tấm kính của tiệm cắt tóc cô đưa tay cào cào mái tóc vàng chóe như cháy nắng hình xăm trên bắp tay vì chiếc áo ba lỗ trên người mà lộ ra bên ngoài cô đã xăm tên viết tắt của mình cùng với hình của một cái đầu hổ đại diện cho con giáp của bản thân phần áo ngắn để lộ một phần bụng thon gọn nhưng giờ cô lại thấy hết sức thô thiền Cô ước gì bản thân chưa từng gặp anh Hoặc ít nhất không để anh thấy hình tượng này của cô Tâm trạng vừa lên một chút liền rơi xuống đáy địa ngục Mọi sự hào hứng, những ý tưởng hay niềm cảm hứng gì đó đều không còn Cô nhìn đồng hồ thấy đã hơn 4 giờ Giờ này chắc quán ba hay vũ trường thì đó đã mở cửa rồi nhấc điện thoại lên gọi cho mấy người bạn Lên lịch cho một cuộc hẹn xong Phúc bỗng dừng lại thấy nhẹ nhõm Có lẽ như thế này Mới chính là cách cuộc đời của cô Đang vận hành Làm gì có chuyện chỉ vì một người đàn ông Chưa gặp được mấy lần Lại có thể thay đổi được con người Đã chìm trong vũng lầy như cô chứ 9 giờ tối Phúc bắt xe về nhà Cả người cô chỉ toàn mùi rượu, Đi đứng loạn choạng. Suốt đoạn đường đi bác Tài cứ luôn miệng nhắc nhở cô Đừng có nôn trên xe Phúc mỗi lần say rượu đều không có nôn Điều này bác Tài đã lo xa quá rồi Lúc say cô chỉ im lặng ngồi một chỗ Không gạo không quấy Nhiều lắm là nghĩ vu vơ rồi khóc mà thôi Lào đảo đi vào trong Vừa đứng trước cửa liền nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong Cô đập chán nhớ ra hôm nay nhà có khách đến Bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa cũng phải buông ra Quay lưng nhanh chóng rời khỏi nhà Vừa đi tới gốc cây lớn gần đó cửa nhà liền mở ra khiến cô giật nảy mình theo phản xạ liền tìm chỗ nấp cha mẹ cô đứng trước cửa dặn dò người đàn ông lái xe cẩn thận rồi vào nhà nhìn thái độ xem ra không ưng ý lắm nhìn thấy thái độ của hai người họ phúc liền thấy lạ không ngờ cũng có lúc thứ chị gái cô mang về mà hai người họ lại không thích sao chị gái đưa chàng trai ra tới cửa khoảnh khắc hai người đứng dưới ánh đèn đường Phúc cuối cùng cũng hiểu được lời người đàn ông cô gặp ở thư viện đã nói. Cô chồng rất giống một người mà tôi quen biết. Quả thật là ông trời biết trêu đùa mà. Người đàn ông này chủ động nói chuyện với cô, hóa ra là vì cô có gương mặt giống với người yêu của anh, mà người đó không ai khác chính là chị gái của cô. Đúng như cô nghĩ mà, chỉ có một người giống đã khiến cô sợ hãi, làm sao còn có thêm một người nữa được chứ hai người đứng dưới ánh đèn bắt đầu tâm sự có lẽ chị gái đang chấn an người đàn ông sau khi nhìn thấy thái độ không hài lòng được thể hiện đó trên nét mặt của cha mẹ khi nãy phúc thấy vậy liền nhân cơ hội rời đi lúc này mà chạm mặt không biết sẽ phải cư xử như thế nào nữa cô đi tới hồ nước gần nhà ngồi trên băng ghế đá bắt đầu gọi điện thoại điện thoại cứ kết nối nói được vài câu lại tắt gọi ba cuộc đều nhận lại kết quả không khác gì cô quyết định ngồi đây đợi ba người cô vừa gọi điện đều nằm trong đám bạn khi nấy cùng nhau tụ họp vốn định ở ké một đêm nhưng không biết bọn nó có hẹn nhau đi tăng ba tăng bốn hay không mà lại cùng lúc đều không tiện như nhau đứa thì cha mẹ dưới quê lên hiện đang ở nhà đứa thì người yêu gọi điện cũng nói đang ở nhà đợi đứa còn lại thì được người yêu đi đến tận nơi đón nên có thể hiểu được mỗi người bọn họ dù mở miệng ra là nói phiền không thích Nhưng có một người ở nhà đợi mình về Đã là một điều rất may mắn rồi Dương mắt nhìn bãi cỏ xanh mất cạnh hồ Cô đứng lên chậm chậm đi tới Có điều hiện tại mắt đã muốn mở không lên Tư thế ngả nghiêng chẳng khác nào con rối thiếu dây Cô không còn tỉnh táo nên chẳng ước lượng được khoảng cách liền đi sâu vào hồ Chỉ còn cách khoảng hai bước đã trực tiếp rơi xuống nước Khoảnh khắc đó một cánh tay thon dài nhưng rắn chắc từ đâu xuất hiện kéo cô vào trong mông ngồi xuống bệt xuống bãi cỏ mềm nhưng vẫn ê ẩm ánh mắt đong đầy nước ngẩng lên người trước mắt không phải vũ đồng thì là ai chứ phúc vừa nhìn thấy người kéo mình là ai liền phụt cười ra tiếng cô cười vì ông trời dường như lại muốn trêu đùa cô lại để người đàn ông này lần nữa xuất hiện vũ đồng cũng không biết vì sao người này lại đột nhiên cười vui vẻ như vậy Việc gặp mặt gia đình khi nãy diễn ra không thuận lợi, mặc dù đã được bạn gái an ủi, nhưng trong lòng vẫn có chút mất mát. Vốn chỉ định đi bộ một hồi để thư giãn, ai ngờ vừa ra khỏi cửa mấy bước liền thấy có người đang đâm đầu đi thẳng xuống hồ. Càng ngạc nhiên hơn nữa, chính là người anh vừa chạy học hơi kéo lên, lại là cô gái đã cùng anh chạm mặt hai lần trong ngày hôm nay. Thở dài một hơi ngồi xuống bên cạnh, không biết cô có nghe hay không Vẫn lên tiếng nói Đây là lần thứ ba rồi Phúc nín cười im lặng Đưa mắt nhìn xa xăm Cô cảm giác được tâm trạng đang tuột dốc của anh Có lẽ anh đã yêu chị gái cô rất nhiều Cho nên khi nhìn thấy thái độ không hài lòng của cha mẹ Liền cảm giác bản thân đã thất bại Ánh mắt vũ đồng để lộ vẻ mệt mỏi Hai chân song song trên đất Tay chống phía sau đỡ lấy cơ thể bầu trời đêm nay tối đen không một ánh sao xem chừng còn có thể đổ mưa bất kỳ lúc nào giống như tâm trạng anh lúc này vậy tôi gặp cô ấy ở một quán nước dường như có khách hàng tính tình không tốt trong lúc bản chuyện đã nói ra những lời không hay khiến cô ấy rất đau lòng thế nhưng cô ấy từ đầu tới cuối không hề biểu lộ ra một chút gì cả cho đến khi vị khách hàng kia hậm hực rời đi cô ấy liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóc một trận không biết vì sao sự kiên cường nhẫn nhịn đó của cô ấy khiến tôi rất ấn tượng. Lần đó vốn chỉ muốn bí mật đi theo, nhưng khi bị bắt gặp, anh lại có cảm giác như một tên biến thái rình trộm nhà vệ sinh nữ. Hạnh khóc xong một trận, lúc ra ngoài, liền đụng mặt với Vũ Đồng. Cả khuôn mặt trong phút chốc liền đỏ ửng lên xấu hổ chạy đi. Chiều cùng ngày, Vũ Đồng từ quán nước đi bộ về nhà, chủ yếu là muốn tản bộ thư giãn, nhưng anh lại gặp được Hạnh ở đó cô đang nuốt vội ổ bánh mì trên đùi vẫn là tập tài liệu để bàn việc với khách hàng anh vẫn nhớ lúc đó đột nhiên có cơn gió thổi qua khiến tóc mái của cô bay tứ tung khắp mặt khoảnh khắc cô đưa tay vén tóc ra sau tai đã để lại cho anh ấn tượng không nhỏ anh đã đi tới ngỏ ý muốn làm quen với cô hai người đã bắt đầu mọi thứ như một sự tình cờ hai người nói chuyện được khoảng hai tháng thì bắt đầu quen nhau từ đó đến nay hai người đều cùng nhau tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên nhau cô có anh để chia sẻ những áp lực trong công việc những mâu thuẫn không dễ dàng giải quyết được trong gia đình anh có cô cùng tận hưởng những giây phút lãng mạn cùng nhau nghĩ về những chuyện tương lai của hai người thế nhưng không ngờ rào cản đầu tiên xuất hiện trong tình yêu của hai người lại chính là cha mẹ cô phúc thật sự sắp không nghe nổi nữa đối với một người thiếu hụt về tình cảm trong mọi mặt hiện tại lại ngồi đây nghe người khác kể về câu chuyện tình yêu đầy mơ mộng và chắc chở của cả hai cô cảm thấy bản thân cũng quá thánh thiện rồi tôi đã nói dối cô ấy tôi nói tôi có công việc ổn định có thể lo được cho cuộc sống tương lai của hai người chúng tôi nhưng tôi lại sợ khi cô ấy biết sự thật sẽ tổn thương nên khi nãy đã nói thật cha mẹ cô ấy dường như không thích nghề nghiệp của tôi vũ đồng nói anh đang làm nghề gì? Phúc buột miệng hỏi. Tôi là nhà văn. Mặc dù chưa nổi tiếng nhưng mỗi tháng tôi vẫn kiếm được không ít tiền. Không thua gì ngành công chức nhân viên cả. Người đàn ông giống như đang cố gắng giải thích trong sự bất lực. Có lẽ trong lúc này, anh chỉ đơn giản là muốn có một ai đó thấu hiểu cho cảm giác của anh mà thôi. Và không biết có phải là sắp đặt hay không, cô lại là người hiểu được cảm giác đó. Phúc vốn đang say nhưng sau khi ngồi ngoài trời hứng tròn cơn gió tạt thẳng vào mặt, dường như cô đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Quay đầu nhìn người đàn ông đột nhiên để lộ cảm xúc yếu đuối, cảm giác kỳ lạ kia lại lần nữa xuất hiện. Như bị quỷ khiến, cô đưa tay ôm lấy vai anh, nhỏ giọng nói. Tôi cũng giống anh, cho nên tôi hiểu được cảm giác của anh mà. Vũ Đồng bị cái ôm của cô làm cho ngạc nhiên anh quay đầu nhìn phát hiện từ góc độ này, cô gái trước mặt thật sự rất giống với Hạnh. Không nhìn được, liền buộc miệng nói. Cô thật sự rất giống cô ấy. Cánh tay đang ôm lấy vai anh thoáng chốc cứng đờ, cô cắn môi muốn thu lại cánh tay, nhưng cánh tay lại như biến thành đá, nó đang khao khát hơi ấm của người đàn ông này. Anh là một người tốt, một người quá tốt, cho nên anh không đáng phải nhận những ánh mắt khinh thường của gia đình cô. Trong lòng Phúc Bất Giác có một suy nghĩ rất lệch lạc, nếu như người anh yêu là cô, cô sẽ không để anh phải một mình chịu đựng tất cả những sự khó chịu này. Cô hiểu được anh suy nghĩ của anh, chia sẻ được những tâm sự của anh và hơn hết sẽ ủng hộ anh trong tất cả mọi việc. Hai người cùng nhau ngồi đó, cô ôm lấy anh nhỏ giọng nói, "Vậy, anh cứ xem tôi như cô ấy đi." Vũ Đồng không hề có phản ứng gì. Không biết là do tâm trí anh đã bay xa Nên hoàn toàn không nghe thấy Hay là có nghe thấy nhưng không biết phản ứng như thế nào Cả người anh chợt run lên nhẹ nhẹ Cô biết anh đang khóc Chỉ là những giọt nước mắt của anh Đang chảy ngược vào bên trong mà thôi Cánh tay đang ôm lấy anh Lại càng thêm siết chặt Một mặt yếu đuối này của anh Cũng chỉ có một mình cô được thấy Gần 10 giờ hơn Phúc mới trở về nhà Bố Đồng đã rời khỏi nhà hơn một tiếng trước Nhưng chủ đề bàn luận về anh vẫn chưa ngừng lại Đúng kiểu, tránh vỏ xưa thì gặp vỏ dừa Ở đây có một đứa còn chưa nói được Còn còn dẫn về một đứa khác Hai đứa cưới nhau thì con nuôi nó hay là nó nuôi con hả? Thằng này xem chừng là thằng đào mỏ đấy Nhưng kiểu đào mỏ của nó không phải lấy tiền rồi chạy Mà là muốn nuôi dưỡng một cái quặng tiền không đáy Nó cưới con về, xong con phải nai lưng ra làm việc để nó có thể nuôi mộng trở thành tác giả nổi tiếng thằng này không được tìm thằng khác có nghề nghiệp ổn định mà quen phúc không nghe nổi nữa liền đi vào cô vừa xuất hiện thì ba người trong nhà liền lập tức im lặng cô đi xuyên qua phòng khách vào trong vừa vào phòng đã nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh lúc bước ra cả người vô cùng thoải mái hơi men đã bơi bớt rất nhiều cả người cũng tỉnh táo hẳn và hơn hết cô biết rõ bản thân vừa làm gì và hiện tại đang muốn làm gì. Có lẽ không muốn để cô nghe chuyện khi nãy, cô vừa trở về thì cả nhà cũng nhanh chóng giải tán. Phúc bật máy tính lên, ngồi lên ghế liền bắt đầu cọc cọc có phím, không để ý đến gì nữa. Từ 10 giờ khó đến hơn 12 giờ, vừa buông ra thì lưng liền tê cứng đau đớn, cô đứng dậy vươn vai rồi đi ra ngoài. Cửa nhà đang mở khiến cô ngạc nhiên, tưởng rằng có trộm đến khi nhìn thấy chị gái đứng ngoài sân Mích thở ra một hơi nhẹ nhõm cô tò mò đi đến cố gắng thả nhẹ bước chân lắng tai nghe anh đã nói dối về nghề nghiệp của mình gia đình em đã có ấn tượng không tốt về anh đấy nhà văn không phải là nghề chính nếu như anh vẫn chưa có thành tựu nào trong lĩnh vực đó anh khiến em cảm thấy không an toàn chúng ta tạm thời đừng nói chuyện nữa hạnh cúp điện thoại xong vẫn chưa bình tĩnh lại được cô đã khiến cha mẹ thất vọng vừa quay đầu đã nhìn thấy em gái đứng phía sau cô giật mình xém chút đã hét lên gương mặt em gái chìm trong bóng tối nhưng cô vẫn cảm nhận được cái lạnh lẽo khác thường chuyển đến người còn chưa kịp lên tiếng đã nghe em gái lạnh giọng nói chị nghĩ tại sao người đàn ông đó không nói ra sự thật chị nghĩ anh ta không muốn nói thật sao nhưng vì biết trước kết cuộc như này cho nên mới không nói đấy Tất cả các người đều ích kỷ chẳng khác gì nhau. Phúc nói xong thì đi thẳng vào trong. Ở một góc nào đó trong tim, Phúc bắt đầu cảm thấy sự ganh tị, tham lam trong con người cô ngày càng lớn hơn. Nhớ đến biểu cảm đau lòng thất vọng tự trách của Vũ Đồng, cô nghĩ việc hai người họ chia tay là tốt cho anh. Như vậy, cô có thể đường đường chính chính đến bên cạnh anh, dù cho là một người thay thế cũng được. Còn Hành thì vẫn như bị điểm huyệt cô đứng yên tại chỗ không hiểu vì sao em gái lại có vẻ tức giận đến như vậy nhưng em gái làm sao biết chuyện của cô và bạn trai chứ nhắm mắt cô nhớ lại những gì bản thân vừa nói có lẽ em gái đã nghe được xuất phát từ sự đồng cảm nên mới tức giận như vậy phúc ngồi ở bàn trang điểm gương mặt cô đã được tẩy trang trên mặt không còn chút son phấn gì ngoại trừ mái tóc vàng thì cô hiện tại chẳng khác gì so với chị gái lớp trang điểm nặng nề mà cô đeo trên mặt mỗi ngày giống như một chiếc mặt nạ vậy cô không muốn bị nhầm lẫn thành chị gái không muốn nhận được những lời khen không ngớt từ người khác cho đến khi nhận ra nhầm người liền sượng mặt quay đi nhưng giờ cô lại thấy yêu thích gương mặt này cô sẽ dùng nó để xoa xỉu trái tim của người đàn ông đã khiến cô rung động vài ngày sau đó vũ đồng như thường lệ đến thư viện viết bài anh đi đến chỗ mà bản thân hay ngồi vừa lúc nhìn thấy có người đang ngồi ở đó không biết có phải do bản thân đã nghĩ quá nhiều đến chuyện của hạnh nên sinh ra ảo giác hay không giờ này đáng lẽ hạnh đang ở công ty nhưng cô lại đang có mặt ở chỗ ngồi kia phúc ngồi đợi vũ đồng đã hơn nửa tiếng cô sợ anh sẽ không đến đây ngày hôm nay cô hồi hộp muốn nhìn thấy phản ứng của anh khi thấy diện mạo mới của cô vũ đồng đi đến đứng trước mặt của phúc Biểu cảm khó tin vẫn đang hiện rõ trên mặt anh Không nhịn được liền hỏi Đây là sao có thể Vũ Đồng không tin vào những gì mắt mình đang nhìn thấy Tâm trạng rối bời Anh quay người rời khỏi thư viện Phố không ngờ anh lại trực tiếp quay đi như vậy Không kịp dọn đồ đã vội vã đuổi theo Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng thanh lịch Mang giày cao gót Mái tóc đã được nhuộm đen Và chỉ tô son nhạt chứ không làm gì khác Đến cả cha mẹ cô buổi sáng khi nhìn thấy cũng đã nhầm cô là Hạnh. Hai người cười vui vẻ chào buổi sáng với cô, hỏi cô tại sao đi làm sớm vậy. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô lại nhận được sự quan tâm của cha mẹ. Rất tiếc, đó chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi. Phúc chạy nhanh theo, nhưng vì cô chưa từng mang giày cao gót, nên có chút loạn choạng. Nhìn thấy bóng anh đi ngày càng xa, cô thất vọng ngồi bệt xuống, mặc cho xung quanh, đang có rất nhiều người nhìn ngó nước mắt cô chảy dọc theo hai bên má cứ tưởng anh khi nhìn thấy cô sẽ bước đến ôm chầm lấy cô nhưng tất cả đều là do cô tự suy diễn mà thôi cũng đúng thôi bố đồng yêu chị gái cô nhiều như thế làm sao có thể chỉ vì một người giống mà lại thay lòng chứ trước mắt cô xuất hiện một đôi giày da cô lau nước mắt ngẩng đầu nhìn người tưởng chừng đã đi rất xa anh nhìn cô bằng ánh mắt vô cùng xa lạ, không còn sự dịu dàng giống như lần đầu hai người gặp nhau. Anh siết lấy nắm tay, hỏi. Rốt cuộc, cô là ai? Phúc im lặng vài giây, trong đầu đang suy nghĩ phải nói thế nào mới giúp anh hiểu được tấm lòng của cô. Thế nhưng sau một hồi do dự, Phúc vẫn quyết định nói thật. Có thể anh sẽ không còn muốn để ý, thậm chí là gây tẩm cô, nhưng cô không muốn lừa dối anh em là em gái sinh đôi của hạnh nhưng trước khi chúng ta gặp nhau ở hồ em hoàn toàn không biết anh là bạn trai của chị ấy chỉ là khi nhìn thấy anh đau lòng em lại muốn làm gì đó cô nghĩ như thế này là tốt sao biến bản thân mình thành bản sao của một người khác câu trả lời của cô dường như đã nằm trong dự kiến của anh anh tự hỏi liệu trên đời có hai người chỉ cần thay đổi phục đứng đó tay nắm lại mỉm cười dịu dàng nói em đã nói nếu anh muốn có thể xem em như cô ấy cũng được là em tự nguyện vũ đồng đã hoàn toàn bị nụ cười đó của phúc giữ lại cô thật sự rất giống hạnh nhưng mỗi khi hạnh cười với anh đều có chút gì đó ràng buộc chưa bao giờ thấy cô cười một cách thoải mái tự nhiên còn phúc giống như xem anh là người quan trọng nhất nụ cười của cô dành cho còn chứa đựng đong đầy tình cảm Trước giờ khi đứng trước mặt Hạnh, anh luôn là người chủ động, luôn phải lùi lại một bước. Nhưng đối với Phúc, anh cảm nhận được bản thân đang được trân trọng. Bàn tay đưa lên, che đi lồng ngực như muốn nổ tung. Đây có phải là cảm giác được yêu hay không? Kể từ lúc đó, Phúc và Vũ Đồng đã bắt đầu phát triển một mối quan hệ kỳ lạ. Vũ Đồng biết, đó không phải là Hạnh. Anh cũng không biết tại sao cô lại có thể sống người anh yêu đến như vậy dù cho hạnh chưa bao giờ nói rằng cô ấy có người chị em song sinh nào mọi thứ đến cứ như một trò đùa nhưng khi nhìn thấy biểu cảm đau lòng của phúc mỗi lần anh đề nghị dừng lại anh lại không thể hoàn toàn chấm dứt được cuối cùng thì anh cũng chẳng biết người trước mắt là hạnh người con gái anh dành chọn trái tim để yêu hay là phúc người con gái yêu anh bằng cả trái tim nữa phúc lén lấy điện thoại của hạnh kiểm tra tin nhắn của cô và vũ đồng thông qua đó biết được sở thích của anh từ ban đầu cô đã không hề muốn bắt trước hạnh thứ cô muốn chính là hoàn toàn thay thế vị trí của hạnh trong tim anh để cô có thể chân chính nhận được tình cảm của anh vũ đồng thật sự là một người đơn giản anh thích dành thời gian ở thư viện hay quán cà phê là người thích sự yên tĩnh không thích ăn cay không thích lái xe sợ những trò chơi kích thích rất thích động vật nhưng vì dị ứng nên không thể tới gần trên người sẽ bị đỏ nếu như chạm vào mèo hay chó khi ăn hải sản cũng có tình trạng giống như vậy món ăn yêu thích là bánh ngọt đặc biệt là bánh ngọt dâu tây phủ sô cô la nắm được những điều đó nơi gặp nhau của hai người bình thường đều là thư viện hoặc một quán cà phê yên tĩnh dành cho dân thích không gian riêng tư hai người dành nhiều thời gian để tâm sự chia sẻ về những khó khăn trong công việc không có tình cảm mùi mẫn nồng chỉ có ở cạnh nhau như vậy nhưng đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cả hai người trước đó nếu có khó khăn trong công việc vũ đồng chẳng thể nói được với ai kể cả hạnh vì trước mặt cô anh luôn phải tỏ ra là một người bận rộn với công việc anh muốn cô yên tâm và dành sự tin tưởng tuyệt đối cho anh nhưng giờ anh đã biết được đó không phải là cách yêu đúng đắn dường như chỉ là anh đơn phương mà thôi ngày cuối tuần phúc như bình thường sửa soạn thật chỉnh chu để đi gặp vũ đồng như đã hẹn cô vừa ra khỏi phòng liền bắt gặp ánh mắt nhỏ xét của cha cô ông đã rất ngạc nhiên khi con gái út đột nhiên thay đổi mặc dù từ ban đầu cô vốn đã có bề ngoài như vậy chỉ là trong thời kỳ nổi loạn đã cố tình nhuộm tóc xăm mình để được khác biệt nhưng hiện tại trong mắt ông cô lại như một kẻ bắt chước càng nhìn càng không thuận mắt còn không cố gắng phấn đấu mà cứ bắt chước người khác làm gì cô đưa tay vuốt tóc mái của mình kẹp vào sau tay mỉm cười nói nếu như không muốn giống thì cha đừng sinh hai người cùng lúc cha sinh mẹ đẻ tôi đã như vậy rồi hãy nghe được tiếng cãi nhau liền đi ra nhìn thấy phúc cô cũng ngạc nhiên không kém tự kiểu tóc đến trang phục thật sự rất giống cô Mặc dù lúc nhỏ mẹ cô luôn để hai chị em mặc quần áo và những phụ kiện giống nhau. Nhưng khi lớn lên chẳng ai muốn bản thân lại bị nhầm là ai đó cả. Lần đầu tiên trong lòng cô cảm thấy khó chịu. Tại sao vậy nhỉ? Phúc đợi khỏi nhà, vừa ra đến cửa liền cầm son môi lên dậm lại. Rồi đột nhiên nhớ ra gì đó liền đưa tay lau đi. Anh ấy vẫn thích sự mộc mạc hơn. Phúc và Vũ Đồng hẹn nhau cùng ăn trưa anh hẹn cô đến một nhà hàng theo phong cách rất đặc biệt. Những khách hàng vào đây sẽ đền một bản thông tin những thứ bản thân bị dị ứng, không ăn được hoặc không thích ăn. trong đó có nhiều mục như thịt bò thì muốn bao nhiêu phần chín, độ cay mặn như nào là phù hợp. nhà hàng sẽ tổng hợp những điều đó là đưa món lên. điều đặc biệt chính là khách hàng sẽ không biết bản thân sẽ ăn những món gì. và còn một điều nữa đó là nếu như khách hàng cảm thấy món ăn không ngon, không hợp khẩu vị hoặc không đúng với những gì bản thân đã lựa chọn trước đó, nhà hàng sẽ hoàn trả lại tiền của món ăn. Phúc đã từng nghe đến hình thức kinh doanh kiểu này, cô nhớ lúc đó bản thân còn nói đùa rằng ông chủ của nơi này chắc chỉ làm vì đam mê mà thôi. Trước khi món ăn được dọn lên, cả hai còn cùng nhau chụp hình. Phúc đăng ảnh lên tài khoản cá nhân của mình trên mạng xã hội nhưng lại để chế độ riêng tư. Hôm nay Vũ Đồng có một phong cách vô cùng khác biệt, áo thun quần da cùng áo khoác ngoài, rất giống một người khi bước ra khỏi nhà hàng sẽ phóng lên một chiếc mô tô và vặn ga hết số trên đường đua vậy. Từ lần đầu tiên gặp nhau, anh luôn mang một phong cách lãng tử, giống như một người trưởng thành với phong cách quần áo Hàn Quốc. Vì thế, cô muốn lưu giữ lại khoảnh khắc đáng yêu này, một hình tượng mà có lẽ chỉ gái cô chưa bao giờ được thấy phúc nhìn bức ảnh nở một nụ cười kiêu ngạo vừa đặt điện thoại xuống cũng vừa lúc đồ ăn được mang lên phúc nhìn những món được đặt trước mặt mình cảm thấy rất hài lòng mặc dù chưa nếm thử chưa biết mùi vị mặn lạt như nào nhưng về hình thức thì không chê vào đâu được đến khi quay đầu nhìn món ăn trước mặt vũ đồng thì lại ngẩn ra trong giây phút những món ăn được đặt trước mặt anh không phải đồ cay thì là hải sản hấp Suốt bữa ăn hôm đó, Phúc đều mang tâm trạng kỳ lạ. Cô bắt đầu nghi ngờ về những thứ cô đã tìm hiểu về anh là sai sự thật. Nếu như nói đồ cay là thứ anh không thích ăn, chứng tỏ anh vẫn có khả năng ăn được. Nhưng khi ăn hải sản thì cả người anh sẽ nổi đỏ. Phúc vừa dùng bữa vừa để mắt đến tình trạng cơ thể của anh. Nhưng thật khó quan sát vì chiếc áo khoác da dường như đã che kín hết cơ thể anh. Và đó không phải là lần đầu tiên có một lần khi đi ngang một quán cà phê mèo một vị khách khi mở cửa đi vào trong đã vô tình để cửa mở khiến một chú mèo trong đó đã chạy ra ngoài vũ đồng khi thấy vậy đã không chút do dự chạy đến ám con mèo lại trước khi nó xông thẳng ra đường lớn chẳng những thế anh còn đưa tay vuốt ve bộ lông và hôn hít con mèo rất nhiều trước khi trả lại cho quán cô nhớ lúc đó đã hỏi rằng anh thích mèo hay sao vũ đồng đã không chút do dự đáp rất thích nhưng trong nhà có người bị dị ứng nên không có nuôi Phúc cũng đã nhìn thấy rõ Anh đã giữ chặt con mèo trong lồng ngực hơn 10 phút Nhưng trên người chẳng xuất hiện dấu vết gì cả Chứng tỏ việc anh dị ứng với lông mèo hay ăn hải sản Sẽ bị nổi đỏ là không đúng Phúc đang viết bài trong phòng thì Hạnh đi vào Cô ngồi bên giường chờ đợi em gái làm xong việc Có người lạ trong phòng Phúc cũng chẳng làm được việc Liền quay sang hỏi Chị lại muốn nói gì? hạnh mỉm cười hỏi em có bạn trai rồi phải không em gái đột nhiên như biến thành người khác biết chú ý đến tóc tai quần áo trang phục cũng không hở trên lộ dưới như trước nữa một cô gái đột nhiên thay đổi bề ngoài nhiều như vậy phần nhiều chính là vì có tình yêu em gái trở nên trưởng thành biết chăm chút hơn cô cũng rất vui là một người chị cô cũng muốn cùng em gái chia sẻ một chút chuyện riêng tư phúc đưa mắt nhìn như đang thăm dò ý định của chị gái hồi lâu sau liền đáp vẫn đang trong quá trình tìm hiểu nhau nếu thấy được thì mang về cho cha mẹ xem mặt thử để rồi chị hai người họ phán xét đến mức không dám xuất hiện lần nữa phúc mỉa mai nói không để chị gái kịp mở miệng phúc nói tiếp rốt cuộc chị có yêu người đó hay không chỉ vì nghề nghiệp của anh ta không vừa ý cha mà chị quyết định kết thúc với một người đã bên cạnh chị hơn một năm nay sao tình yêu hay hôn nhân không chỉ đơn giản là chuyện của hai người mà là chuyện của hai bên gia đình hôn nhân chỉ hạnh phúc khi có được sự chúc phúc của mọi người mà thôi hạnh cố gắng giải thích cho em gái hiểu nếu thế thì chị nên nói rõ ràng để người ta đừng có mơ mộng nữa em có biết một quán lẩu hải sản rất ngon có muốn em giới thiệu cho chị không em gái đột nhiên quan tâm hạnh đương nhiên cảm thấy vui lòng nhưng tình trạng của bọn họ hiện tại sợ rằng không thể ngồi trên bàn ăn mà nói chuyện rõ ràng được thứ cô muốn là một chàng rể có thể khiến cha mẹ cô hãnh diện nhưng vũ đồng đã không làm được điều đó nhưng có lẽ phúc đã nói đúng cô nên nói rõ mọi chuyện với anh anh ấy dị ứng với hải sản thật ra là có rất nhiều vấn đề khác nữa có lẽ hai đứa chị không hợp nhau thật hạnh trầm giọng nói Phúc mượn gió bẻ măng, làm như không để ý mà hỏi. Vấn đề gì? Nếu như có vấn đề sao lại có thể quen nhau cả năm trời được chứ? Hạnh nghĩ có lẽ vì em gái đang trong một mối quan hệ nên mới quan tâm nhiều thứ khó hiểu như vậy. Đứng ở vị trí là chị gái thì còn mong có thể chia sẻ thật nhiều điều cho em gái. Ngẫm nghĩ hồi lâu liền nói. Đồ ăn thì kén trọn, không thể ăn cay, không ăn quá mặn hay quá ngọt, thanh đạm hoặc là nhạt không thể lái xe không tham gia những hoạt động quá kích thích như tàu lượn hoặc những trò chơi đại loại thế dị ứng với lông động vật cho mèo không thể đến gần không để ý liền bị thương là người không thể thiếu sự quan tâm từ người khác chả luôn mong muốn có được một người con rể mạnh mẽ đủ lực đủ tài để lo lắng cho chúng ta ông ấy không thích anh ấy cũng có thể hiểu được vậy nếu hai người kết hôn thì người sẽ sống với anh ấy là chị hay là cha chị cứ răm rắp nghe theo lời ông ấy như vậy ông ấy cũng không có tài sản bí mật nào đưa cho chị thừa kế đâu hạnh cúi đầu không nói gì cô không thể chọn giữa một người đã nuôi dạy cô hơn hai mươi mấy năm với người cô chỉ quen một năm được phúc hử một tiếng áp chế sự khó chịu trong lòng xuống quay đầu bắt đầu đánh máy miệng nói em đang bận chị ra ngoài đi hạnh biết rõ tính tình của phúc một khi cô đã không muốn nói chuyện thì đến cha mẹ cũng không để vào mặt đứng dậy rời khỏi phòng nhưng trước khi rời đi vẫn không quên nhắc nhở em gái người lớn có cái nhìn rộng hơn em vẫn chưa có kinh nghiệm gì nhiều chị không ép em phải đưa người đó về đây nhưng ít nhất hãy cho cha mẹ biết em đang trong một mối quan hệ như thế nào ngủ ngon cửa phòng vừa đóng lại phúc cũng rời khỏi chỗ ngồi đi đến bên giường nằm phịch xuống cô bắt đầu rối bời với những chuyện đang xảy ra tất cả những thông tin mà cô tổng hợp được từ tin nhắn trò chuyện của Hạnh và Vũ Đồng đều là do anh tự mình nói ra. Nhưng hóa ra, có hơn phân nửa không phải là sự thật. Những nghi vấn trong cô chậm chậm lớn dần lên, cô bắt đầu nghi ngờ rằng liệu có phải bản thân đã quá mù quáng với những hành động dịu dàng quan tâm của anh hay không. Từ ban đầu, cô dường như đã đặt cho anh rất nhiều sự tin tưởng, là vì thấy anh bị gia đình cô khinh thường, là vì nghề nghiệp hai bên có sự tương đồng sự đồng cảm này có thể là bắt đầu cho những sai lầm không cần thiết để tìm hiểu được đốt cuộc chuyện gì đang xảy ra cũng như muốn biết rõ vũ đồng có thật sự là một người đàn ông tốt hay không phúc bắt đầu thử nghiệm từng cái một phúc nói vũ đồng không thể chơi được những trò chơi kích thích cũng không thể lái xe cô đã quyết định đưa anh đến công viên trò chơi và đúng là như vậy anh không thể chơi được những trò chơi quá kích thích, tim đập nhanh, đổ mồ hôi lạnh, hơi thở nặng nề cứ như người mắc bệnh tim. Thế nhưng, ngày hôm sau anh lại nói muốn đến công viên trò chơi lần nữa. Và lần này ngược lại chơi rất thăng, trò nào cũng chơi, thậm chí còn không đổ một giọt mồ hôi nào. Sau vài ngày thử nghiệm, sự nghi ngờ trong phúc ngày càng lớn hơn, có cảm giác đây là một người dối trá. Tùy mỗi người thì anh sẽ xây dựng hình tượng khác nhau nhưng điều khiến cô không hiểu chính là có nhiều lúc anh lại tự khiến bản thân mình trở nên mâu thuẫn một người yếu đuối có nhiều khuyết điểm và một người mạnh mẽ không hề e sợ bất kỳ điều gì lòng mang theo rất nhiều tâm sự và bất an cho đến khi cô đọc được bài đăng trên mạng xã hội nói về một cặp sinh đôi hy hữu kết hôn với một cặp sinh đôi khác trong đầu phúc bất giác suy nghĩ đến một chuyện có phần khó tin nếu như hai tính cách mạnh mẽ và yếu đuối kia là thuộc về hai người thì sao hạnh có lẽ là người biết rõ về vũ đồng nhất mà cô quen biết nhưng cô không thể nói cho hạnh biết những điều này chính vì thế phúc đã quyết định tự mình điều tra nếu như thật sự là có hai người và bọn họ đang thay phiên nhau đùa giỡn hai chị em cô cô nhất định sẽ vạch mặt hai người họ khiến cho họ nếm mùi trả thù của phụ nữ buổi sáng hôm sau như thường lệ cô sẽ đến thư viện để cùng anh làm việc sau đó sẽ đi đến quán cà phê quen thuộc cùng uống nước rồi nói chuyện thi thoảng hai người mới có kế hoạch khác chen vào vũ đồng đã từng đưa phúc về nhà nên cô biết nhà anh nằm ở đâu chỉ cần cô đi vào trong và bắt gặp một người giống như anh ở đó tất cả sẽ kết thúc phúc có mặt ở trước nhà của vũ đồng từ sáng sớm cô đổi tóc giả và đeo khẩu trang qua vài lần để ý cô nhận ra rằng nếu là người ăn vận theo phong cách Hàn Quốc thì đó là người có tính cách dịu dàng nhẹ nhàng, là người để lại ấn tượng sâu sắc cho cô trong lần đầu gặp mặt. Còn ngược lại, thì là người có tính cách mạnh mẽ, có chút gấp gáp và không thích suy nghĩ nhiều. Cửa nhà mở ra và một người đàn ông mặc một chiếc áo khoác xám dài chậm chậm bước ra. Dù không có ai bên cạnh, nhưng anh vẫn thường trực nụ cười trên môi. Bố Đồng đứng trước cửa lưng dựa vào đèn đường, mở ra quyển sách cầm trên tay, vừa chờ đợi vừa hoàn thành trang sách đang đọc giang dở. Nhìn bộ dạng đó, ai mà không nghĩ đó là một chàng trai tốt và muốn đến làm quen chứ. Chưa đầy 5 phút sau một chiếc xe dừng lại trước mặt Vũ Đồng, anh lên xe và rời đi. Xe vừa đi khuất thì Phúc cũng nhanh chân đi vào trong. Theo kế hoạch, cô chỉ cần giả vờ là một người bạn đến tìm Vũ Đồng. Hai người họ thường xuyên đổi chỗ cho nhau nên có khả năng cao là bọn họ đang ở chung một nhà. Phúc đi vào trong sân, liếc mắt liền nhìn thấy nhà để xe bên cạnh. Từ cửa sổ nhỏ trên vách nhìn vào, liền thấy bên trong có một chiếc mô tô phân khối lớn. Thầm nghĩ có lẽ đó là xe của người có tính cách mạnh mẽ, rất phù hợp với bộ đồ da mấy ngày trước anh đã mặc. Phúc hít sâu một hơi, đi đến gõ cửa nhà, gõ xong lại cảm thấy hối hận. Phải chăng cô nên im lặng và tận hưởng cảm giác có người đồng hành thay vì tìm cách vạch trần. Không có ai đáp lại, Phúc lại gõ thêm lần nữa, vẫn không có ai đáp lại. Phúc đưa tay gõ thêm lần nữa nhưng lần này dùng lực hơi mạnh, cánh cửa từ ban đầu đã không khóa bị cô gõ liên tục liền mở ra. Cánh cửa mở rộng trước mặt, trong lòng rối bời không biết phải làm gì tiếp theo. Nhưng theo phản xạ của cơ thể, một chân của cô đã bước vào trong. Phúc đi vào trong nhà vẫn không quên khép cửa lại. Trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ phải giải thích thế nào nếu như người bên trong đi ra phải nhìn thấy một người xa lạ đứng trong nhà. Bước qua chỗ để giày đi vào phòng khách, một cảnh tượng bàng hoàng hiện ra trước mắt cô. căn nhà trông vô cùng bừa bộn như đã rất lâu rồi không được dọn dẹp. Quần áo không biết giờ hay sạch quang khắp nơi, vỏ bánh chai nước nằm lung tung trên sàn. Cô đi tới dùng đầu ngón tay quẹt nhẹ một lớp bụi dày che mất dấu vân tay của cô. Đi thêm vài bước liền có thể nhìn rõ toàn bộ phòng khách. Phía đối diện bộ ghế sofa bị một tấm màn của che khuất, không biết là dùng để ngăn cách hay che đậy thứ gì. Đối diện với phòng khách là phòng bếp được thiết kế mở, có thể vừa nấu ăn vừa trò chuyện cùng người ngồi ở phòng khách. Thế nhưng tưởng tượng thường khác với thực tế, khu vực bếp răng đầy mạng nhện, nhìn qua liền biết ít nhất là một tháng không có ai đi vào khu vực này. Trên chiếc bàn ăn đặt bên cạnh thì ngược lại rất sạch sẽ, nhìn độ bóng này có lẽ vừa được lau chùi không lâu. Phúc nhăn mày, trong lòng đã có chút thất vọng, nhà giống như vùng an toàn của một người, cách bản thân đối xử với căn nhà thể hiện rất nhiều đến tính cách và cách sống của một người. Một căn nhà chẳng khác gì một đống rác như này thì vẻ hào nhoáng đó có đúng là thật hay không? Mày nhìn xung quanh không để ý dưới chân phúc vấp phải một khúc gỗ vuông dưới sàn lảo đảo chúi người về trước cũng may là vịn được cạnh bếp nếu không cô phải ngã sấp xuống nền nhà đầy rác và bụi rồi cô khó chịu đưa chân đạp đạp khúc gỗ như được dính trên sàn nghĩ mãi không ra công dụng của nó dùng để làm gì xuyên qua phòng khách là khu vực phòng ngủ tổng cộng có ba phòng mỗi căn phòng đều có một miếng gỗ gắn trên cửa rất giống với cách lúc nhỏ cô hay làm với cửa phòng của mình giống như một sự đánh dấu lãnh thổ nhưng miếng cỗ treo trên cửa phòng này đã bị đứt chỉ còn lại một chữ vũ vết đứt như bị thứ gì đó chém qua rất ngọt mà không chỉ là miếng cỗ trên cánh cửa cũng có không ít vết chém nhìn không giống như một trò đùa hay một trò nghịch ngợm chút nào bàn tay đặt trên tay nắm cửa của phúc bắt đầu run lên trong đầu cô bắt đầu chỉnh chiếu những biến cảnh có thể xảy ra cô đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa khung cảnh bên trong dần dần hiện ra trước tầm mắt của cô một giường ngủ một bàn làm việc tủ quần áo và không có ai cô đi vào trong bước tới bàn làm việc trong phòng phía trên bàn làm việc có những ngăn tủ nhỏ dùng để đựng sách hoặc đồ trang trí có rất nhiều mô hình xe mô tô ở đó đủ phân khối và mẫu mã trên bàn cũng sách về xe từ mô tô tới xe đua Một máy chơi game đắt đỏ Nằm lẫn dưới đám bụi Giường ngủ dành cho một người Chăn nệm lộn xộn nhưng không bám bụi Căn phòng này vẫn có người sử dụng Những bức ảnh trên tủ đầu giường khiến cô chú ý Là vũ đồng hoặc không phải Trong ảnh anh đang chụp hình cùng với chiếc xe mô tô Trên tay còn cầm một cúp vàng Chắc là giải thưởng trong cuộc đua nào đó Bên cạnh còn có không ít ảnh chụp tại trường đua, ảnh chụp nhóm. Có nhiều khung ảnh trống nằm lẫn lộn trên tủ, không biết là có ảnh nhưng bị lấy ra vì một nguyên nhân nào đó hay là chỉ muốn mua dự chủ trước. Cô đảo mắt nhìn quanh một vòng, một thứ gì đó nằm dưới gối thu hút ánh mắt của cô. Đưa tay cầm lên mới phát hiện là một quyển sách có gáy nhưng không có tựa. Tò mò, cô dở ra xem thử thì mới biết đó là một quyển nhật ký đưa tay lật những trang khác xem thử từ bên trong rơi ra một bức ảnh phúc cuối người định nhặt lên vừa lúc nghe được tiếng nói chuyện điện thoại từ ngoài sân truyền đến như một phản xạ có điều kiện cô cua tay chụp lấy bức ảnh chạy ra khỏi phòng xuyên qua cửa kính phòng khách thấy được vũ đồng đã trở về nhìn quanh một vòng cuối cùng tìm được một khoảng trống khuất mắt lưới kẻ bếp cô chui vào trong chen vào khoảng trống phía sau bình ga dùng thân hình to lớn của nó che giấu giúp mình vũ đồng từ bên ngoài đi vào bên tai vẫn còn đang nói chuyện điện thoại anh bỏ đồ trên tay lên chiếc bàn sáng bóng trong bếp gật củ chuyên tâm lắng nghe những lời đối phương bên kia nói vài giây sau mới đáp lại tôi sẽ nhanh chóng sắp xếp hôm nay là sinh nhật vũ khánh à cũng đúng cùng ngày sinh nhật mà em ấy không thích tổ chức sinh nhật nên tôi chỉ mua đồ về nhà tổ chức đơn giản là được rồi. Ờ, khi nào xong tôi sẽ gọi. Vũ Đồng tắt điện thoại, bày đồ ăn đã mua lên bàn, rồi đi vào phòng bên trong. Phúc nín thở nấp trong góc, chịu đựng sự chặt trội cuối cùng, cũng nghe được thông tin cô cần. Hiếp mắt nhìn bức ảnh gia đình trong tay, một nhà bốn người, cha mẹ cùng hai đứa con trai. Và điều đặc biệt chính là khuôn mặt của hai cậu con trai trông y đúc nhau đó chính xác là một cặp song sinh nam một người tên vũ đồng và một người tên vũ khánh dựa theo cách xưng hô thì vũ khánh là người em và người với vẻ ngoài dịu dàng kia là người anh nhưng có gì đó không đúng phúc đang suy nghĩ liền nghe bên trong phòng chuyển đến tiếng cãi nhau mặc dù cô đã từng đi vào căn phòng đó và không thấy có bất kỳ ai bên trong hoặc là do cô không phát hiện ra có người bên trong tôi đã nói không muốn tổ chức sinh nhật chỉ mới nghĩ đến cái ngày mà bản thân được sinh ra cũng khiến tôi cảm thấy ớn lạnh anh cút đi sao lại nói như vậy đừng giận dỗi nữa ra ngoài cùng anh ăn bữa cơm đi anh đi kêu ông bà già cùng ăn đi hôm nay không phải cũng là sinh nhật anh sao tôi không thèm thuồng ba cái tiệc tùng đó vũ đồng dường như đã bị một câu này của em trai chọc giận anh lớn tiếng nói nếu không có hai người họ thì em có được ở đây lớn tiếng vô phép như vậy không gọi cha mẹ là ông bà già ai dạy em thế hả không ai dạy ai cả tôi tự biết điều đó tất cả các người không phải đều coi tôi như bản sao thất bại của anh sao bọn họ làm sao bỏ thời gian ra dạy tôi biết cái gì là đúng sai cái gì là thực ảo chứ phúc ngồi đến tê chân đã biết được thứ muốn biết cô cũng không còn lưu luyến gì nữa nếu như anh không nói tên vũ khánh gì đó làm sao có thể biết được cô có lẽ anh muốn đem hắn ta ra làm bia đỡ để từ chối tình cảm của cô một người như vậy cô cũng không muốn tiếp tục mù quáng chạy theo nữa cẩn thận trôi ra khỏi chỗ nấp cô nhẹ chân đi ra cửa trên tay vẫn còn cầm theo quyển nhật ký khi nãy dù sao bây giờ cô cũng không thể đi vào trong trả lại được phúc vừa rời đi cửa phòng liền mở ra người bên trong mặc một bộ quần áo thể thao từng bước nện trên đất đi ra Ánh mắt hắn ta híp lại, cúi người nhặt bức ảnh nằm trên đất lên, mỉm cười nhìn rồi thẳng tay xé nát, ngẩng đầu nhìn cánh cửa nhà khẽ động vì gió. Khe hở nhỏ vừa lúc để lộ bóng người gấp gáp rời đi. Hắn đưa tay bốc lấy miếng cà từ trên bàn bỏ vào miệng, đôi mắt lộ vẻ thương cảm giả tạo. "Ai cũng rơi vào lưới tình với anh nhỉ, anh trai." Nhưng tìm đến nhà thì nó là người đầu tiên Mùi vị đồ ăn lan tỏa trong miệng, bao tử cũng ấm lên đôi chút, nhưng hắn chẳng thấy vui vẻ. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, biểu cảm không rõ nói một câu. Đồ ăn rất ngon, nhưng không dùng để ăn. Cầm đống đồ ăn trên bàn đi tới phòng khách, kéo tấm màn ra đặt lên chiếc bàn cao phía trong. Yên lặng đứng nhìn hồi lâu mới kéo màn lại. Hắn đi ra chỗ để xe, cửa kéo từ từ nâng lên. Đội trên đầu chiếc nón bảo hộ che kín đầu hơi cuối người khỏi động máy. Một âm thanh vang dội vọng lên trong nhà để xe. Từ bên trong, một chiếc xe mô tô dùng tốc độ ánh sáng xông thẳng ra đường, khiến các phương tiện lưu thông cũng bị một phen thót tim. Tiếng bô xe rền vang, kèm theo sau là tiếng mắng chửi vang vọng. Nhưng người phía trước có lẽ không hề để tâm, vì hắn còn đang bận hòa mình và vũ điệu của tốc độ. Lúc Ngọc Phúc rời khỏi căn nhà kia thì chỉ mới hơn 8 giờ. Nhưng đến hơn 6 giờ tối cô mới về tới nhà, chủ yếu là đi tìm bạn thân tâm sự mỏng chút ít. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp phải chuyện ly kỳ như này, cô còn định viết bài gửi thẳng cho tòa soạn ấy chứ. 8 giờ tối, bốn tưởng trở về sẽ gặp khung cảnh đầm ấm của ba người trong nhà. Ai ngờ lại đối diện với khuôn mặt lo lắng của cha và mẹ. Lúc cô mở cửa đi vào, còn nhìn thấy ánh mắt mong đợi của hai người họ. Chỉ là khi gửi thấy cái mùi rượu ở trên người cô mới phát hiện là nhận nhầm. Cô cũng không còn xa lạ gì mấy, nhanh chóng trở về phòng tắm rửa rồi lên giường nằm. Nhắn tin cho người bạn nói rằng bản thân đã trở về nhà. Đột nhiên nhớ đến cuốn nhật ký lấy về từ nhà vũ đồng, liền lấy ra xem thử. Nét chữ gọn gàng thẳng tắp, cầu cú rõ ràng mượt mà, không cần hỏi cũng biết đây chắc là nhật ký của vũ đồng bên trong cũng không có gì đặc biệt chỉ là viết lại những điều xảy ra thường ngày có khi là một tập truyện đã được hoàn thành khi thì than thở khi không tìm được ý tưởng còn có vài trang nhắc đến mâu thuẫn của em trai và cha mẹ theo cách nhìn nào đó thì hai anh em họ rất giống với chị em cô nhìn vũ đồng như vậy chắc chắn là rất được cha mẹ yêu thương còn vũ khánh vẫn chưa qua thời kỳ nổi loạn chắc đã gây ra không ít rắc rối. Hơn phần nửa quyển nhật ký không có gì đặc biệt, nhưng trang gần cuối có nói về việc Vũ Đồng đã ký hợp đồng tác giả độc quyền với một công ty rất có danh tiếng trong lĩnh vực văn học. Có thể nói là mong ước của nhiều người đi theo ngành này, trong đó có cả cô. Nhưng những trang cuối lại có phần khác thường, mặc dù nội dung vẫn là kể về những chuyện bình thường, có điều nét chữ như là của một người khác không đến mức xấu nhưng lại rối loạn, không còn mượt mà như những trang trước đó. Nhìn qua liền biết là nét chữ của hai người. Và điều khiến cô chú ý hơn chính là nội dung của những trang sau đều nói về hai chị em cô. Ngày 13 tháng 9, trời trong nắng đẹp. Buổi sáng như thường lệ vẫn đi đến thư viện, tình cờ gặp được một người rất giống em ấy. Nhìn cô ấy khóc tôi cảm thấy rất đau lòng, sau đó lại gặp thêm hai lần mỗi lần đều để lại ấn tượng không nhỏ. Em ấy khiến tôi có cảm giác muốn che chở, muốn bầu bạn. Ngày 14 tháng 9 trời nhiều mây, không mưa. Con ả à cứ ve vãn bên tay anh ấy, anh ấy đã rung động. Cũng đúng thôi, anh ấy là Bồ Tát sống mà. Ai cũng muốn đối xử dịu dàng, ai cũng muốn che chở bảo vệ. Không biết con ả à từ đâu biết được hình mẫu lý tưởng của anh hai mà lại thay đổi y chang. Xem ra không phải là trùng hợp. Ngày 15 tháng 9 trời mát mưa rào Trái tim tôi đã bị rung động thật sự Hình như đây mới là tình yêu mà tôi luôn tìm kiếm Khánh lại cãi nhau Em ấy lại đi đua xe và bị thương Cha đã rất tức giận Còn đòi đập nát chiếc xe đó Không thể được Em ấy rất thích chiếc xe đó Có lẽ mình nên đi nói chuyện với cha mẹ Những ngày sau đó cũng không khác gì mấy Cho đến trang cuối cùng của quyển nhật ký Ngày viết là hôm qua nội dung có chút đáng sợ Ngày 24 tháng 9 trời nắng Con quỷ đó dám nói anh ấy là người bất tài Không lo được cho gia đình nó Anh ấy cũng không thèm Cái thứ đàn bà chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài Nhưng con quỷ đó chắc nằm mơ cũng không ngờ rằng Em gái nó lại chết mê anh ấy Dù thế thì nó vẫn là đứa đáng ghét Nhất định phải khiến nó hối hận Phải để nó bỏ dưới chân xin lỗi anh ấy ngọc phúc từ trên giường bật dậy cô muốn im lặng và xem như không có chuyện gì nhưng lại sợ sẽ có gì đó không hay xảy ra cô không còn tình yêu thương dành cho hạnh giống như lúc nhỏ nhưng cô cũng không muốn hạnh xảy ra chuyện gì vì thế cô quyết định sẽ nói với hạnh mọi chuyện cũng như muốn nhắc nhở chị gái về những chuyện có thể xảy ra cô rời khỏi phòng vừa mở cửa thì đúng lúc đối diện với gương mặt lo lắng của cha mẹ mẹ cô thấy cô liền đi tới hỏi còn có gọi được cho Hạnh không Chưa thử Có chuyện gì vậy Mẹ cô nói Hạnh ngờ buổi chiều lúc đi làm về Thì nhận được cuộc gọi của ai đó Rồi nhanh chóng rời khỏi nhà Mẹ thấy nó mặt mày tái xanh Chưa kịp hỏi nó có chuyện gì Thì nó đã leo lên xe rời đi Từ đó tới giờ thì mẹ không gọi điện cho nó được nữa Cũng không biết là có chuyện gì nữa Nhớ đến nội dung trong nhật ký Phúc chạy nhanh vào phòng lấy điện thoại của mình Đăng nhập vào tài khoản xã hội của Hạnh Tài khoản để tên Vũ Đồng hiện lên số 3 Có 3 tin nhắn đã được gửi đến Cô vừa nhắn vào thì run lên Vì nội dung bên trong Anh muốn gặp em lần cuối cùng Có một nơi anh luôn muốn đưa em đến Giờ đã kết thúc Anh muốn thực hiện điều đó trước khi chấm dứt mọi chuyện Hãy đến gặp anh nhé Trong khoảnh khắc đó Phúc bắt đầu hoảng sợ Cô chưa bao giờ sợ hãi đến mức như vậy Căn nhà đó có rất nhiều điều khó hiểu Kể cả hai anh em nhà đó cũng khác thường không kém Hạnh đi đến đó chẳng khác nào Tự đưa mình vào ngõ cụt Ngón tay cứng ngắc dùng sức siết chặt màn hình điện thoại Sự lo sợ ngày càng nhiều hơn Cô không còn nghĩ được gì nữa Tung cửa chạy nhanh ra bên ngoài Phía sau vọng đến là tiếng gọi của mẹ cô Phúc lần nữa xuất hiện trước căn nhà kia Nhưng lần này cô không còn vẻ ngạo mạn như trước nữa Cô chắc chắn hai anh em trong nhà này đều là những kẻ xấu xa thích trêu đùa người khác cô bắt gặp một người phụ nữ đang ngồi trên đá trước cửa nhà xem điện thoại liền lân la đến giả vờ hỏi chuyện người nhà bên đây đã về hết chưa gì còn đến chơi mà thấy trong nhà không có bật đèn gì hết người được hỏi còn chẳng thèm nhìn xem nhà bên cạnh có thật sự không bật đèn không đã trả lời khi chiều thấy chạy xe đi hình như chưa có về cái xe đó mà là của nhà tôi thì nó tới số rồi Mỗi lần chạy ra là không ai ngủ nghe gì được Cha mẹ nhà đó chắc cũng nói đến khản cổ rồi Nên không thèm nói nữa Hai bác cũng ra ngoài rồi sao Nhạc mình nhớ cũng lâu rồi không thấy hai người họ Chắc cả nạn quá rắc tay nhau về quê hết rồi Vậy à, con vào sân ngồi đợi Nghe cô nói vậy người hàng xóm cũng không mảy may quan tâm cúi đầu tiếp tục xem điện thoại Phúc đi vào sân Cô đi tới nhà để xe nhìn thử thì đúng là không có chiếc mô tô kia ở đây. Tin nhắn đã được gửi đi trước đó khoảng 2 tiếng nên khả năng rất thấp là chị cô đã đến đây. Nhưng không thể loại trừ trường hợp chị ấy đang bị giam giữ. Vì thứ Vũ Khánh muốn chính là khiến chị ấy suy sụp, rơi vào tình trạng tuyệt vọng và cầu xin sự tha thứ của Vũ Đồng. Cho nên hắn có thể giam lỏng và uy hiếp chị ấy. Cô đã tin như vậy và nghĩ trong đầu nếu hạnh thật sự bị giam giữ bên trong thì cô có thể nhân lúc này đưa chị ấy ra khi không có ai ở nhà hoặc ít nhất là xác nhận hạnh không có ở đây cô đi tới cửa nhà muốn thử vận may của mình ai ngờ vừa đẩy cửa thì thật sự cửa không hề khóa có lẽ cô nên cảm ơn sự bất cẩn của người nhà này phúc quen đường quen lối đi vào trong xuyên qua phòng khách đi đến trước cửa phòng vũ khánh rốt cuộc thì cô vẫn không hiểu tại sao hắn lại có mặt trong phòng dù cho bên trong chỉ cần nhìn một cái đều thấy hết cô quay lại phòng khách nghĩ nghĩ liền cầm bình nước thủy tinh trên bàn đi đến chỗ nấp ban sáng hít sâu một hơi liền ném chiếc bình đi cô nghĩ nếu như có người ở nhà thì tiếng động này đủ để bọn họ phải rời khỏi phòng tiếng vỡ rất lớn chuyển đến vang vọng khắp nhà nhưng một giây hai giây một phút năm phút vẫn không có gì cô thở vào một hơi nhẹ nhõm ít nhất đã xác định được không có ai trong nhà kể cả người em không biết đã trốn ở đâu kia cô chui ra khỏi chỗ nấp đi đến mở cửa phòng vũ khánh ra đập vào mắt cô là một cảnh tượng giống y chang những gì cô đã thấy buổi sáng khác ở chỗ chiếc áo khoác dài xám mà cô thấy vũ đồng mặc đang ở trên giường giống như có trực xác nào đó cô đi tới cầm chiếc áo lên để lộ cái thứ nằm bên dưới bàn tay cô lại bắt đầu run lên nhưng lần này là thật sự run đến mức tưởng chừng như bản thân đang bị hoa mắt bên dưới chiếc áo khoác là một chiếc kẹp tóc hình hoa lan đó là cái kẹp tóc chị cô vừa mua gần đây cô nhớ nó vì chị ấy đã đưa cho cô một cái vì thấy phong cách gần đây của cô chị ấy nghĩ cô muốn quay trở lại khoảng thời gian trước đó một cặp song sinh mỗi người một cái cảm xúc tê dại từ đùi chuyển dọc theo sống lưng mang theo một loại cảm giác sợ hãi khiến cô rét run như đang ở bắc cực một trực giác chết chóc khiến cô không dám nghĩ đến liệu tên đáng chết này đã làm gì chị gái của cô rồi chăng cô như điên dậy lục tung mọi ngóc ngách trong phòng lên từ tủ quần áo đến gầm giường mọi nơi đều nhìn qua một lượt cô đi ra khỏi phòng tiếp tục đi đến phòng khác tìm Miếng cố trước cửa phòng khắc chữ Vũ Đồng khẽ đung đưa Khi cô mở cánh cửa ra Căn phòng đầy sách Những hàng sách bám đầy bụi và mạng nhện Nhưng cô không có thời gian để nhận xét nó nữa Căn phòng này có diện tích lớn hơn và có phòng tắm riêng bên trong Phúc đã xem qua một lượt và không thấy gì khác thường Khoảnh khắc rời khỏi phòng Tầm mắt cô dừng lại trước bó hoa cúc Được treo chút ngược xuống phía sau cánh cửa Không chỉ trên cánh cửa Hình như mọi góc trong căn phòng đều có hoa cúc trắng Một cảm giác lạnh run lại tìm đến Thẳng nghĩ trong đầu Ai lại thích hoa cúc trắng đến mức đặt khắp nơi trong phòng chứ Muốn tự sống chết mình sao Phúc rời khỏi phòng Cô đã đi qua hơn một phần ba căn nhà Nhưng vẫn không thấy gì Sự hoang mang ngày càng xâm chiếm lấy tâm trí Cô đưa tay mở cửa phòng còn lại ra Vừa mở ra một mùi hôi sộc thẳng vào mũi khiến dạ dày cô bắt đầu trào ngược lên như muốn ép cô nôn hết ra mọi thứ đôi chân như bị ai điều khiển chậm chậm bước vào phòng ánh trăng sáng xuyên qua khung cửa sổ bằng kính thẳng một đường chiếu vào phòng tiếng đổi mũi vo ve bên tai khiến người nghe phát bực nhưng dù bọn nó có làm phiền đến mức nào thì người đứng trong phòng cứ như biến thành tượng đá gần cả phút vẫn không động đậy tiếng vo ve của ruồi mũi tiếng dế kêu từ những thảm cỏ đầu đó còn có tiếng nhạc từ nhà hàng xóm truyền qua bức tường dày hết thảy đều giống như một bản giao hưởng một khúc nhạc dạo âm u lạnh lẽo và chết chóc trên giường hai thi thể đã phân hủy nặng được đặt ngay ngắn cạnh nhau như đang ngủ nếu như những phần cơ thể lộ ra khỏi bộ quần áo kia không bắt đầu phân hủy phần xa bị rách như một tờ giấy để lâu trong nước cô tin chắc bên dưới lớp da rách tường đó phần cơ và mỡ đã bắt đầu trạng thái tan ra. Hai mắt trường to, lồi ra khỏi hốc mắt, mặt hốp lại để lộ kết cấu hoàn chỉnh của hộp sọ. Phần miệng mở rộng vì lưỡi sưng to. Bên cạnh đó là những chất dịch tiết ra từ cơ thể trong quá trình phân hủy vô cùng bốc mùi. Phúc đỡ tưởng chạy ra ngoài. Đây không phải là một căn nhà rác, đây là một căn nhà xác mới đúng. Đi tới phòng khách, điện thoại cô vừa lúc vang lên. Cầm điện thoại trên tay nhìn thấy tên người gọi hiển thị là Ngọc Hạnh khiến cô như chết lặng đi. Không chần chừ kéo qua nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia chuyển đến một giọng nữ quen thuộc. Phúc hả? Mẹ nói em đột nhiên chạy ra ngoài, em tìm chị à? Bạn chị bị tai nạn nên chị chạy gấp đến bệnh viện, em đang ở đâu vậy? Âm thanh hít khí vang vọng trong nhà, đôi mắt cô rưng rưng rồi không kìm được khóc lên. Cô nghĩ Hạnh đã bị hại Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ thấy thi thể của Hạnh phía sau một cánh cửa hoặc một góc nào đó trong nhà. Rất may, tất cả chỉ là do cô tự suy diễn. Cô đã vui sướng, vui đến mức bật khóc. Đèm cửa trong phòng khách đung đưa trong làn gió khiến Phúc im bặt tiếng khóc. Hạnh bên kia điện thoại nghe thấy tiếng em gái khóc liền gấp gáp hỏi thăm. Nhưng bên đây đã có thứ gì đó thu hút sự chú ý của Phúc. Cô buông điện thoại xuống thì đến trước tấm màn tre ở phòng khách, một góc của tấm màn đã kéo ra để lộ góc của một bức ảnh. Cô đưa tay giật mạnh tấm màn xuống, trong mắt trường hết cỡ như muốn văng ra ngoài. Nhưng hình ảnh trước mắt dường như càng ngày càng mờ đi, đến mức gần như không thật vì cô đang nhìn thấy một bàn thờ nằm phía sau. Anh thờ là người đàn ông với khuôn mặt vô cùng quen thuộc, để tên Nguyễn Vũ Đồng. Gió lạnh thổi qua gáy khiến mái tóc phúc khẽ lay động Lồng ngực như nổ tung Vì trái tim bên trong dường như quên mất nhịp đập Cổ hỏng gian nan nuốt xuống sự sợ hãi Gió đang thổi Nhưng chán phúc bắt đầu chảy dọc những giọt mồ hôi Lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi Khiến màn hình điện thoại bị thấm nước và tự điều khiển Tự chấn an trong đầu Hít sâu một hơi Cố gắng không để bản thân rơi vào trạng thái hoảng loạn Bàn tay đưa lên lau đi giọt mồ hôi sắp rơi vào mắt Hành động nhỏ bất giác dừng lại Một giây sau Cả người cô liền run lên kịch liệt Cứ như một người bị giật điện Cửa kính ở phòng khách đang mở Gió đêm theo đó ùa vào Và xuyên qua tủ kính trước mặt Cô nhìn thấy được Cái khuôn mặt đầy máu Của một người đàn ông Người đàn ông nhận ra tầm mắt của cô Liền nở nụ cười đáp lại Hình ảnh phản chiếu của hắn Ngày càng lớn đến khi cảm nhận được mùi máu tanh kề sát sau lưng, giọng nói xuyên qua không khí truyền đến bên tai. Vào nhà khi không có chủ thì là trộm đấy. Tay không khống chế được run lên khiến cô phải nắm lấy vạt quần để kiềm chế lại. Cô họng nghẹn lại, muốn hét cũng không hét lên được. Điện thoại vẫn đang ở chế độ kết nối cuộc gọi đã bắt đầu nóng lên, nhưng không biết là do bộ máy hay do bị siết chặt quá lâu trong lòng bàn tay. Hạnh bên kia em mãi không nhận được câu trả lời của em gái thì rất lo lắng. Khi nghe mẹ kể em gái sau khi nghe nói cô đột nhiên chạy đi, đã lo lắng chạy ra ngoài, cô đã rất cảm động. Hóa ra em gái không hề ghét cô như cô tưởng tượng. Thầm nghĩ có phải vì quá lo lắng nên giờ khi biết cô an toàn đã đâm ra giận lấy hay không nữa. Định bụng đợi em gái trở về, nhất định sẽ giải thích rõ ràng, đồng thời xin lỗi vì đã khiến em ấy lo lắng vừa định tắt điện thoại hạnh vô tình ấn phải biểu tượng mở loa ngoài liền nghe đầu dây bên kia chuyển đến tiếng hét thất thanh của phúc chị hai cứu em theo sau là một âm thanh va đập cực mạnh và tiếng rên rỉ đau đớn điện thoại cũng nhanh chóng bị ngắt kết nối phúc mơ màng tỉnh dậy cảm nhận đầu tiên chính là đau rất đau nhưng cũng vì sự đau đớn đó khiến cô nhanh chóng tỉnh táo và nhận ra hoàn cảnh hiện tại của bản thân cô chống tay ngồi dậy lòng bàn tay vừa đè xuống trong cổ họng liền không nhìn được rít một hơi khẽ rụt bàn tay lại đưa lên mắt nhưng không gian tối đen khiến cô chẳng nhìn thấy được gì sử dụng cổ tay thành công chống đỡ cơ thể ngồi dậy bàn tay còn tốt nâng lên sở thử cô đã biết thứ đang dính vào lòng bàn tay của mình là gì chính là những mảnh thủy tinh Tiếng bước chân từ trên đầu chuyển đến khiến cô nhận ra bản thân đang ở đâu. Hóa ra thành gỗ vuông mà cô vấp chân trước đó lại là tay nắm cửa của một căn hầm ngầm. Cô đang dựa vào một vách đá vừa cứng vừa lạnh, nơi đây rất giống với hầm chống bom mà cha mẹ cô thường hay kể. Cô cũng rất muốn đi xem thử nó một lần khi nghe cha mẹ nói về nó, nhưng không ngờ lại là trong hoàn cảnh như này. Ngồi ngẩn người chờ đợi cơn đau qua đi khiến cô nhớ đến chuyện đã xảy ra trước đó Vừa nhìn thấy nụ cười của Vũ Khánh Cô liền biết có chuyện không hay Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng Liền bị cánh tay lực lưỡng của hắn siết chặt Không phải là uy hiếp hay đùa giỡn Trong một giây đó hắn thật sự đã muốn bóp chết cô Cảm giác bị bóp cổ này như một cái xiết Đã trực tiếp kéo phăng dây thanh quản của cô ra ngoài Sao lại có thể làm như vậy bắt cóc hay giam giữ người khác đều là phạm tội em có biết không Nhưng nó tự mình chưa vào đây không phải lỗi của tôi Em có thể báo cảnh sát nhưng em để ra tay đánh người còn nhốt người dưới hầm Như vậy nếu cảnh sát đến thì em làm sao biện minh cho bản thân được Nhanh chóng thả người ra Cuộc cái phá bên trên khiến Phúc giật mình Nếu cách đây vài tiếng cô có lẽ cảm thấy rất cảm động Và cho rằng Vũ Đồng đang cố gắng thuyết phục em trai đừng làm việc xấu nhưng sau khi nhìn ảnh di ảnh của anh cô không tin rằng dù đã chết nhưng anh vẫn muốn hiện về dạy dỗ em trai mình sự thật chính là cô đang bị một tên điên bắt nhốt một tên điên đến cả cha mẹ mình cũng không tha cô thật sự đã tự mình đâm đầu vào chỗ chết cửa hầm mở ra ánh sáng từ bên trên chiếu xuống giúp tầm nhìn của cô cũng thoáng hơn nơi cô bị nhốt đích thực là một hầm đá phía bên góc còn đặt không ít đồ cũ bụi bám dày hơn mấy lớp so với không gian phía trên một người từ bên trên cúi người đi xuống cô theo phản xạ liền lùi lại mới phát hiện hóa ra không phải chỉ có tay mà cả chân cô cũng dính không ít mảnh thủy tinh vỡ vì quá sợ hãi nên cô chẳng có thời gian để ý đến những vết thương vẫn còn rỉ máu đọc lại thành vũng em không sao chứ giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền đến nhưng cô chẳng vui mừng mà lại thấy ghê tởm. Hóa ra đây mới chính là bộ mặt thật phía sau của Vũ Đồng. Tay ôm lấy cổ hầm, giọng khàn khàn nói ra một câu. Tìm Điên." Hành động của Vũ Đồng khựng lại vài giây, nhưng đôi hắn lại mỉm cười chấn an nói. "Anh xin lỗi vì không nói trước với em, là anh có em trai sinh đôi. Đó chỉ hành động thiếu suy nghĩ chứ không phải là người xấu đâu. Anh sẽ đưa em ra ngoài." nhưng em có thể không tố cáo nó không? Phúc là một tác giả tiểu thuyết trinh thám, cô đã từng đọc một cuốn sách nói về những căn bệnh tâm lý nên cũng phần nào hiểu được, nhưng cô không biết liệu rằng hai người họ có nhận ra sự tồn tại của đối phương hay không. Nếu Vũ Tranh và Vũ Đồng là hai nhân cách độc lập trong một cơ thể, cô có thể lợi dụng lúc hắn đang là Vũ Đồng để thoát ra ngoài. Ánh mắt đấm lệ nhìn Vũ Đồng, nhỏ giọng thăm dò anh sẽ đưa tôi ra khỏi đây thật sao? Nếu anh đưa tôi ra khỏi đây thì tôi sẽ không báo cảnh sát. Chúng ta xem như chưa có gì xảy ra hết. Vũ Đồng vô cùng cảm kích đi tới đỡ cô đứng lên. Phúc nhịn đau bám vào người hắn. Thầm nghĩ trong đầu chỉ cần rời khỏi được chỗ này. Cô nhất định khiến hắn phải dành nửa đời còn lại sau song sắt của nhà tù. Vũ Đồng đi lên trước để đỡ cô. Bậc thang tối đen đầy bụi. Không gian thì bốc mùi nhưng đối với cô đây chẳng khác nào lối đi của thiên đường Chỉ cần thêm một bậc nữa Chỉ cần thêm vài bước nữa Chỉ cần qua một cánh cửa nữa Thì cô đã có thể rời khỏi đây rồi Mặt đã nhìn thấy cửa ra Trong lòng thoáng chốc trở nên vui vẻ Không để ý liền nhỏ giọng nói Tên kia mà được như anh thì tốt biết mấy Một tay nắm lấy bàn tay vũ đồng đưa ra Tay bị thương bấu lên thành cửa dùng lực bỏ lên một bàn chân đột nhiên nâng lên rồi dẫm lên tay cô dùng gót chân đè lòng bàn tay vẫn còn dính mảnh vỡ bên trong xuống khiến cô vô cùng đau đớn không nhìn được hét lên đau đớn nước mắt rơi như mưa cô ngẩng đầu nhìn vũ đồng trong mắt chứa đầy sự khó hiểu và giận dữ thế nhưng đối diện với cô là một ánh mắt xa lạ nụ cười hưng phấn khi nhìn thấy cô đau đớn hở một tiếng nói các người muốn lợi dụng anh ấy Anh hai thật sự chỉ có được cái vẻ bề ngoài mà thôi Còn não thì lại không dùng được Lúc nào cũng bị người khác đem ra đùa giỡn Nhưng tôi thì không như vậy đâu Vũ Khánh nói xong Hất tay Phúc ra Đưa chân đạp lên ngực cô Phúc lão đảo mất thăng bằng liền ngã lan xuống dưới lần nữa Những mảnh thủy tinh còn dính trên người Cũng theo đó là cắm sâu vào da thịt Cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân đến mức trong vài giây tỉnh táo sau đó Cô ước gì bản thân có thể chết đi thì hay biết mấy Cô ngã khiến Phúc bất tỉnh lần nữa Đến khi tỉnh lại thì đã không biết đã qua bao lâu Xung quanh yên tĩnh đến giỡn người Kể cả côn trùng dường như cũng biết mệt mà chìm vào giấc ngủ Điện thoại đã bị lấy đi Cả người vừa đói vừa đau Một ngón tay cô cũng không muốn nhấc lên nữa Dạ dày co cút cổ họng khô rát cộng thêm vết thương trước đó khiến sự đói khát và đói khát trong cô càng ngày càng thêm dữ dội. Không thể nằm yên ở đây chịu trận được, hắn biết cô đã nhìn thấy thi thể trong phòng, thì sẽ không thể nào thả cô đi được. Thứ hắn muốn có lẽ là nhìn cô bị giày vò rồi chút hơi thở cuối cùng trong sự tuyệt vọng. Vũ Đồng đã chết, đó là sự thật, nhưng không biết vì lý do gì Vũ Khánh lại biến thành một người mắc bệnh đa nhân cách có lẽ cái chết của anh trai có liên quan hoặc hắn đã nhìn thích cảnh tượng anh trai mình chết đi cho nên mới khiến hắn ám ảnh đến mức biến thành người như vậy nhân cách anh trai trong thân thể đó cũng không hoàn hảo chỉ một chút kích thích thì đã biến mất có chút không giống với đa nhân cách mà giống với mô phỏng nhân cách thì đúng hơn vũ khánh vì một lý do nào đó đang cố mô phỏng lại anh trai của mình hắn đã hoàn thành tốt vai trò của vũ đồng khi ở bên chị gái cô một chàng trai giỏi văn chương có chút nhu nhược nhưng lại tinh tế dịu dàng và có nhiều yếu điểm nhỏ còn vũ khánh lại là một người nóng tính mạnh mẽ và buông thả dù muốn nhưng hắn không thể sao chép hoàn toàn anh trai hắn được gặp được cô có lẽ là một việc ngoài kế hoạch chính vì thế có những lúc hắn đã để lộ bản chất thật mà hắn cũng không biết giống như việc ăn cay dị ứng hải sản hay không thể tiếp xúc với chó mèo chỉ cần cô chọn lựa đúng thời điểm hắn biến thành anh trai, có thể cơ hội thoát khỏi đây sẽ cao hơn rất nhiều. Bên ngoài đột nhiên chuyển đến tiếng gõ cửa, khiến dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang. Người bên ngoài dường như rất kiên nhẫn, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục chuyển đến bên tai. Đóng à, tiền nước đi chủ nhà ơi! Người bên ngoài gọi vọng vào. Phúc nghe vậy liền cố gắng ngồi dậy, mắt nhìn lên nắp hầm. Trong lòng nhen nhóm chút hy vọng Gọi mãi không thấy trả lời Thì khả năng cao tên đó đã ra khỏi nhà Cô phải nhân cơ hội này gọi giúp đỡ Mở miệng định hét lên Mới nhận ra do không được uống nước Nên giờ có họng khát khô Một âm cũng không phát ra được Lo sợ người bên ngoài rời đi Phúc cổng mình leo lên cầu thang Vừa lên vừa cố tình đạp vào những thanh gỗ Để phát ra tiếng động Vết thường đã khép miệng Vì những động tác của cô bắt đầu nứt ra vết máu nhỏ xuống những bậc thang để lại một vệt dài nhìn thôi cũng thấy đau tiếng có cửa chợt dừng lại người bên ngoài dường như đã không còn đủ kiên nhẫn nữa bực bội nói mới sáng đã đã gặp cái thứ gì đâu rồi rõ ràng cửa không khóa mà không trả lời đợi tao về chạm ta cắt nước cho khỏi xài luôn nghe thấy người kia định rời đi hành động của cô càng thêm kịch liệt cũng may là nắp hầm không bị khóa Úc đưa tay đẩy mở nắp hầm ra cẩn thận nhìn xung quanh Thì phát hiện tên kia thật sự không có ở nhà Tiếng chân ngày càng xa khiến cô càng thêm gấp Mở miệng cố gắng hét lên nhưng chỉ nếm được mùi máu tanh lan ra trong cổ họng Cả người đều rơi vào trạng thái hoảng loạn Cô chống bàn tay đã dính đầy máu của mình xuống sàn Mượn lực bỏ ra khỏi hầm Nhìn quanh cũng không thấy thứ gì có thể sử dụng được Trong lúc bối rối cậu đưa tay kéo chiếc chân trước bàn gỗ một tiếng động đung trời chuyển đến thành công kéo lại bước chân của người nhân viên thu tiền nước cho rằng chủ nhà đã xảy ra chuyện gì cậu nhanh chân chạy vào trong cửa không khóa mà gọi mãi không ai lên tiếng khiến cậu cũng có chút tò mò trong đầu nghĩ có khi nào chủ nhà lên cơn đau tim hay đột quỵ không ai ngờ vừa mở cửa thì thấy bàn gỗ ngã lăn cả căn nhà như hố rác công nghiệp vừa lộn xộn vừa giờ. Cậu đi vào thêm vài bước Liền nhìn thấy phía sau bàn gỗ là một cô gái Trên người đầy máu nằm bất động Cứ tưởng là người đã chết Khiến cậu sợ hãi khôn Không có dám tiến lại gần Cứu Cứu tôi với Phúc nghe tiếng mở cửa Liền biết mình đã thành công Vòng họng đầy mùi máu tanh cuối cùng Cũng nói ra được vài chữ đứt quáng Thành niên nghe tiếng gọi Liền nhanh chân chạy đến Nhìn thấy trên người cô gái dính đầy mảnh thủy tinh Liền không dám đụng vào Móc điện thoại Định gọi Liền bị phúc cản lại Giọng này nỉ van xin Rời, rời khỏi đây ngay Nhưng cả người cô đều bị thương Tôi không dám đụng Sẽ cấp cứu rất nhanh Sẽ đến Cô đáng chịu chút đi Giết người Đi Nhanh Lời này nói ra đã lấy hết sức lực còn sót lại của cô Vốn tưởng người kia nghe sẽ hiểu được anh ngờ cậu ta còn sợ hãi hơn cả cô Vừa nhỏ nước mắt vừa bấm điện thoại Phúc giận đến đỏ mắt nhưng chẳng thể nói được gì Cô đưa tay đập vào người cậu ta để thu hút sự chú ý Xong lại đưa tay chỉ về phía căn phòng có xác chết Cậu thanh niên tưởng rằng trong nhà vẫn còn người bị thương Liền ba chân bốn cẳng chạy đi Vừa lúc đó thì điện thoại cũng thông Cậu ta vừa đi tới trước cửa phòng chưa kịp nói gì Thì đã hét lên một tiếng thảm thiết hai chân mềm nhũn chẳng chống đỡ được cơ thể khiến cả người cậu ta đổ ẩm xuống sàn nhà đầy bụi điện thoại rơi trên đất cũng không kịp nhặt lại mặt cắt không còn một giọt máu nghĩ đến chuyện gì đó cả người liền run lên cầm cập tìm đập nhanh khiến máu sắp không bơm kịp nữa mồ hôi lạnh bắt đầu chảy dọc qua thái dương hiểu ra được những lời phúc nói cậu ta chạy nhanh đến đỡ lấy cô dậy phúc dựa vào người cậu ta đứng lên mượn lực đi về phía trước cú đạp ngã buổi tối của vũ khánh đã khiến thắt lưng của cô bị thương nghiêm trọng giờ chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến từng bó cơ trong người cô run lên nước mắt sinh lý cũng đã rơi đầy mặt nhưng cô vẫn không thể dừng lại không thể từ bỏ trời cao có lẽ cũng còn tiếc thương cho cô nên mới để người nhân viên này xuất hiện hy vọng trong cô cuối cùng cũng không bị dập tắt Cậu thanh niên không dám dùng lực quá nhiều Chỉ có thể để phúc dựa vào người cậu mà đi ra Vừa ra đến cửa liền nhớ ra điện thoại vẫn còn nằm bên trong Sợ rằng kẻ giết người khi nhìn thấy điện thoại sẽ tìm ra được cậu Nhưng lại lo rằng tên kia sẽ trở lại nên chỉ đành phó thác cho số phận Trong lòng thầm mong rằng tên kia không phải là một tên giỏi công nghệ Xem điện thoại chỉ là xin khuyến mãi nên cậu chẳng đăng ký chính chủ Chắc sẽ không tìm ra Tự chấn an xong thanh niên tiếp tục đỡ phúc rời đi Cửa của ngôi nhà Được xây dựng đối diện với hướng mặt trời mọc Vừa mở cửa ra Thì ánh nắng buổi sáng trực tiếp rọi vào trong Khiến cho phúc hơn nửa ngày Bị giam trong bóng tối Cảm thấy hoa mắt chóng mặt Một bóng đen xuất hiện trước mặt Cản trở hướng chiếu của ánh sáng Trong mắt cô dần dần mở to hết cỡ Như muốn lồi ra ngoài Một giây sau đó Người đang làm điểm tựa cho cô Ngã oạch xuống đất Người bên ngoài đi vào Cánh cửa chậm chậm khép lại Ngăn cách cô với ánh sáng Dòng người Xe qua lại bên ngoài cũng từ từ biến mất Sống 24 năm trên đời Nhưng đến lúc này cô mới nhận ra được một vài chuyện Hóa ra Não người không cứng như cô tưởng tượng Hóa ra cái chết không hề đến chậm Chỉ cần vài giây Đã không còn co giật nữa rồi Hóa ra bị dao chém Sẽ chảy rất nhiều máu Ngón chân khẽ động đậy một sự mềm mại nhưng lạnh lẽo chuyển dọc theo lòng bàn chân lên đến đỉnh đầu phúc lần nữa mở mắt thì đã bị đưa đến một nơi khác tình trạng bản thân cũng nằm trong hoàn cảnh khác cô ngồi trên một cái ghế cao tay bị trói ra phía sau hai chân buông thóng đang đạp lên xác người trong nhà không có ghế thấp tôi lại sợ cô sẽ mỏi chân đúng lúc có hắn làm cho đạp chân thế nào có phải cảm giác rất mát mẻ không Nghe nói người khi chết thân nhiệt sẽ không còn nữa Lúc hai người kia rời đi hình như cũng rất lạnh Tôi cũng không nhớ rõ nữa Phúc được đặt trên ghế trong phòng khách Vũ Khánh dường như rất tự tin rằng Cô không thể chạy trốn nên chẳng chói cô lại Và hắn đã đúng Cô đúng thật không còn hơi sức để chạy trốn nữa Ngồi đối diện với cô là Vũ Khánh Đang ngồi trên ghế sofa Vì phèo điếu thuốc Trên bàn trước mặt là con dao dùng để chết nứt sọ của người thanh niên kia. có lẽ vì quá sốc nên cô chẳng thể nói ra được lời nào nữa. thi thể dưới chân đích thị đã không còn chút hơi ấm nào. dù vậy cô lại có cảm giác như mình đang dẫm chân lên than hồng đang cháy rực. ngón chân có quắp lại cố gắng thu nhỏ diện tích tiếp xúc với thứ bên dưới. ánh mắt dại ra nhìn thẳng vào người đối diện. vũ khánh khoé miệng sương cao nhìn hành động dưới chân của phúc. Đôi mắt khẽ nhắm lại như đang suy nghĩ gì đó Rồi đột nhiên bật người đứng dậy Quảng điếu thuốc vẫn còn hơn phân nửa xuống sàn Dùng sức dẫm lên Rồi từ từ tiến về phía của cô Hắn đứng trước mặt cô Hai tay đặt lên đùi cô khẽ nhấn xuống trầm giọng nói Cô có phải rất yêu anh ấy không? Hay chỉ vì ấn tượng với vẻ ngoài của anh ấy mà thôi? Đôi chân run lên cầm cập Cô ngẩng đầu Ánh mắt lạnh băng chứa đầy sự tức giận Môi chậm chậm hé mở phun ra một câu Tên giết người Vũ Khánh khựng lại vài giây Phút sau liền hạ mắt nhìn xuống sàn Cứ tưởng hắn lại định làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào Ai ngờ hắn đột nhiên quay đầu Lớn tiếng nói Anh thật sự muốn bỏ đi một mình sao Anh không còn thương em nữa sao Dù anh có làm gì Bọn họ cũng không hiểu cho anh đâu Hắn chỉ mới nói hai câu lên bắt đầu rơi nước mắt khóc lên tay đưa lên trước như đang níu lấy thứ gì đó dẫn em đi cùng với làm ơn đừng bỏ em một mình ở lại đây mà anh ơi đưa tay quẹt nước mắt trên mặt đi hắn đi tới chộp lấy con dao trên bàn chừng mắt tức giận chạy đến trước cửa căn phòng của hắn điên cuồng chém lên vừa vung dao vừa gào thét mày ra đây ra đây chả con trai to tao Trả lại vũ đồng cho tao Lực chém mạnh khiến lưỡi tay cầm cán dao trượt lên Để lại vết cắt trong lòng bàn tay Máu chảy dọc theo cánh tay Nhỏ giọt xuống đất Nhưng hắn dường như không cảm nhận được đau đớn Vẫn tiếp tục vung dao không ngơi nghỉ Hóa giải những vết chém đó là do hắn lên cơn mà gây ra sao Còn dao trên tay đôi xuống đất Hắn trưởng mắt vào không khí lớn tiếng nói anh ấy chọn cách tự tử chính là muốn rời khỏi hai người là hai người ép chết anh ấy các người phải là người trả anh ấy lại cho tôi mới đúng vừa dứt lời hắn lại cầm con dao lên chém loạn xạ trong không khí miệng hét tao sẽ giết mày thằng con trời đánh tao giết chết mày phải chi tao không sinh ra mày tao không nên để thứ như mày tồn tại trên đời này phúc ngồi trên ghế quan sát hết thảy tất cả cô không còn xác định được Vũ Khánh là một kẻ điên bình thường hay là một tên tâm thần mắc bệnh đa nhân cách nữa. Nhưng điều cô có thể chắc chắn chính là hắn là một kẻ sát nhân, là một kẻ giết người không gớm tay. Có thế thẳng tay, chém nứt sọ một người không chút do dự thì không thể nào là một tên điên hay là một tên tâm thần được. Ánh mắt cô đảo quanh một vòng, liền nhìn về hướng bình ga nơi cô trốn trước đó căn nhà đã bị cô nằm rối tung khi tìm kiếm hạnh trên sàn cũng có rất nhiều chướng ngại vật nên việc chạy thoát thân trong tình trạng này là hoàn toàn không đúng vũ khánh phát điên xong liền hướng về phía cô đi tới trên tay hắn vẫn lăm le con dao với đôi tay dính đầy máu đặt con dao lên bàn hắn đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán nhưng vì bàn tay đang dính đầy máu khiến một phần bên mặt hắn cũng dính máu theo hiện ra trong mắt cô chính là cảnh tượng mà cô đã thấy trong buổi tối hôm qua một khuôn mặt đầy máu nở nụ cười quái dị nhìn chăm chăm vào cô khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản thân trong mắt hắn cô dường như đã nhìn thấy cái kết dành cho mình vết thương trên người không được chữa trị lại ở trong một không gian đầy bụi sớm đã vừa sưng vừa nhức hơn nữa từ lúc bị nhốt đến giờ cô không ngã thì té vết thương nứt rồi lại khép Giờ đã không còn nhìn ra được hình dạng ban đầu nữa rồi Cô cũng sắp không cảm nhận được cánh tay của mình nữa Chỉ một cử động nhỏ Cũng khiến tuyến nước mắt nứt ra Chảy dọc theo hai bên má Vũ Khánh nhìn thấy nước mắt của cô Liền cúi người đưa tay hứng lấy Dưới tầm mắt của cô Liền lẻ lưỡi liếm lấy ngón tay dính cả máu kia Thấy được ánh mắt của cô Liền nhỏ giọng nói Giọt nước mắt này của cô Tặng cho tôi đi Giọng nói của hắn có chút khàn khàn Việc la hét khi nấy có lẽ đã ảnh hưởng không ít đến cổ họng Đã nhìn thấy hành vi điên cuồng kia Đã nghe thấy những lời nói kia Cô cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện của hắn Hoặc nguyên nhân khiến hắn biến thành như này Nhưng còn chưa kịp cảm động Đã nghe hắn nói tiếp Nếu cô đồng ý tặng Tôi sẽ đưa chị cô đến gặp cô lần cuối Câu nói của Vũ Khánh đã thành công Khiến biểu cảm rưng rưng trên mặt Phúc thay đổi cô chới với kéo lấy cánh tay hắn gằn giọng nói ra từng chữ một cách khó khăn mày không được đụng đến chị ấy không được tôi tưởng cô không để ý gì nữa rồi chứ một kẻ ở phía sau lưng quay lại với người yêu chị gái mà giờ lại làm ra vẻ quan tâm sao <laughs> có lẽ sau khi đọc được tin nhắn anh tôi gửi chị cô sẽ tìm đến đây và tôi sẽ để hai người tâm sự với nhau vũ khánh đã nhắc nhở phúc một chuyện lớn mà cô đã quên mất tin nhắn vẫn còn trên điện thoại lời kêu cứu của cô có thể khiến hạnh cảm thấy lo lắng và bằng mọi cách phải tìm được cô tin nhắn lúc cô đọc vẫn còn dấu đỏ chứng tỏ hạnh chưa nhìn thấy nếu chị ấy nhìn thấy chắc chắn sẽ chạy đến đây một tiếng còi cắt ngang suy nghĩ của phúc cánh tay theo phản xạ kéo người vũ khánh lại nhưng cánh tay không đủ sức bị đẩy ra cô cắn răng lần nữa chụp lấy vạt áo của hắn siết chặt trong lòng bàn tay vũ khánh mỉm cười nhìn hành động của cô bàn tay đưa lên ấn vào mảnh kính vẫn còn ghim chặt trong lòng bàn tay cô hàm răng dùng sức cắn môi để đánh lạc hướng dây thần kinh đau đớn đôi mắt mở trừng trừng nhìn hắn mày không được đi vũ khánh nhíu mày siết lấy cổ tay cô đàn giọng nói Khách đến nhà không trà cũng bánh Làm sao có thể không tiếp đón được chứ Từng ngón tay cô thì hắn dùng sức kéo ra Thậm chí ngón trò còn bị bẻ gãy quạt ra phía sau Vừa đau vừa lo Phúc bị hắn kéo ngã trên sàn Chỉ có thể mở to mắt nhìn hắn mở cửa đi ra ngoài Trước khi rời đi Hắn còn cảnh cáo nếu cô phát ra bất kỳ âm thanh nào Chị gái hắn không đến đây Thì hắn sẽ đến thẳng nhà cô để tìm cánh cửa chậm chậm đóng lại Ngăn cách cô với ánh sáng bên ngoài Cô nghe được người bên ngoài nói chuyện Nhưng với khoảng cách đó Cô không thể lớn tiếng kêu cứu nữa Hơn nữa Nếu như đám người đó không giúp được cô Mà còn khiến tên điên kia tức giận Gia đình cô sẽ gặp nguy hiểm Cô chống tay ngồi dậy Chộp lấy một thứ trên bàn lảo đảo đi phòng bếp Chiếc bàn gỗ ngã chồng vó trên sàn Và những mảnh vỡ khắp nơi khiến trên người cô xuất hiện không ít vết thương. Cô thiếu điều đã bỏ trên sàn mới đi được khoảng cách chưa đến 3 mét này. Cả cơ thể đau đớn và chật vật, cô ngồi phịch xuống dựa lưng vào bình ga, đưa tay khéo phăng cái ống dẫn ga đang nối với bếp ga ra. Vũ Khánh đang nói chuyện với những người bên ngoài, liền nghe được tiếng động từ trong nhà truyền ra, tặc lưỡi một cái nghiến chặt răng tức giận. Vị cảnh sát giao thông nhìn thấy thái độ của hắn cứ tưởng rằng hắn không hợp tác liền nói mặc dù vụ tai nạn không gây ra bất kỳ thương tổn gì về người và vật nhưng hành động bỏ lại xe tại hiện trường đã gây ủn tắc giao thông chúng tôi sẽ giữ lại phương tiện cậu phải đến văn phòng ký giấy nộp phạt mới được lấy xe về có biết không vâng tôi biết rồi cảnh sát giao thông làm xong nhiệm vụ liền rời đi cổng ngoài vừa khép lại thì lại được người hàng xóm mở ra đó là bà gì mà phúc đã hỏi chuyện bà ra ngoài đổ rác vô tình nhìn thấy vũ khánh đứng ngoài sân liền đi tới mắng vốn từ tối qua đến giờ trong nhà làm gì cứ ẩm bí lên thế không để cho ai nghỉ ngơi gì à cha mẹ cậu không còn ở đây nên không ai quản cậu phải không vũ khánh nhìn chằm chằm khiến bà ta hoảng sợ lùi lại thầm nghĩ chắc bản thân bị điên rồi mới đi mắng vốn người này trong nhà họ chỉ có người anh trai là dễ nói chuyện mà thôi từ sau khi anh trai mất thì trong nhà này lúc nào cũng chuyển đến tiếng tranh cãi cũng không qua lại với hàng xóm láng giềng gì nữa bà nhắc nhở nếu còn làm ồn sẽ gọi cho chính quyền nói xong liền nhanh chân rời đi ánh mắt của vũ khánh như sắp giết người đến nơi vậy Người hàng xóm vừa rời đi, Vũ Khánh hử lạnh một tiếng, nói <laughs> Đúng là tìm chết mà, muốn yên tĩnh thì tôi sẽ yên để cho cả gia đình bà yên giấc ngàn thu luôn đi gần đến cửa điện thoại của hắn reo lên báo có tin nhắn đến mở ra liền thấy là tin nhắn của hạnh gửi qua cho vũ đồng cô nói hôm nay không có thời gian ngày mai tôi sẽ đến gặp anh để nói rõ mọi chuyện trên gương mặt lộ ra biểu cảm tiếc nuối hạnh không đến thì trò vui hắn muốn xem không thể diễn được rồi thầm nghĩ thời gian vẫn còn dài đợi thêm một ngày nữa cũng không sao chỉ sợ người bên trong đến ngày mai chỉ còn lại một bộ thi thể mà thôi. Phúc không hề nhận ra rằng cô đã bị nhốt trong căn nhà này gần hai ngày. 48 tiếng đã trôi qua và cảnh sát đã tiếp nhận vụ mất tích của cô. Cảnh sát đã định vị điện thoại của cô và tìm thấy nó nằm ở trên một cây cầu, bên cạnh là đôi giày cùng giấy tờ tùy thân. Hiện tại cảnh sát và cứu hộ đã cử rất nhiều nhân viên dùng thuyền tìm dọc theo con sông từ thượng lưu đến hạ lưu và dọc theo các nhánh sông khác đã tìm hơn hai ngày vẫn không thấy chút dấu vết nào hai mắt hạnh đã sưng húp vì khóc nhiều kể từ khi cô nghe được lời cầu cứu của em gái nhưng cha cô đã không tin điều đó và cho rằng em gái đã theo người yêu bỏ đi thậm chí còn chủ động kêu đội cứu hộ dừng việc tìm kiếm lại phải nhờ hạnh cầu xin năn nỉ thì đội cứu hộ mới không nghe lời cha cô mà dừng việc tìm kiếm sau chuyện này cô dường như đã hiểu được vì sao em gái lại nói không thể trở về như trước nữa cô không biết rằng em gái cô ở chỗ kia chưa bao giờ chờ đợi có hy vọng rằng bọn họ sẽ tìm đến ước muốn duy nhất có lẽ mong rằng bản thân chưa từng nói ra lời cầu cứu kia cửa vừa mở ra vũ khánh liền cười tươi như hoa nói báo cho cô một tin buồn có lẽ lời còn chưa nói hết liền bị khung cảnh trống giống ở phòng khách làm bùng nổ sự giận dữ bên mũi thoang thoảng người được mùi vị kỳ lạ khiến hắn theo phản xạ quay đầu nhìn về hướng nhà bếp ở tại chỗ đó phúc ngồi bạch trên đất miệng chảy máu dưới đất là ống dẫn gà đã bị cắn đứt bình ga được mở van hết cỡ không bao nhiêu thời gian khí gà đã tràn ra khắp nhà cô muốn cùng tôi chết chung sao vũ khánh tay cầm lên cây dao trên bàn chậm chậm đi về phía cô đúng rồi thực cặn bã như mày sống ngày nào chị chặt đất ngày nấy thôi. hắn cầm điện thoại giơ lên trước mặt cô nói: chị gái cô vừa nhắn tin cho tôi, cô ta đang cảm thấy bất lực vì không biết em gái đã đi về đâu. lời kêu cứu kia của cô có thể sẽ khiến cô ta dày dứt suốt đời vì không thể cứu em gái. mẹ cô thì khóc sưng hết mắt, cha cô thì lo lắng đến ngã bệnh. vũ cảnh cứ nghĩ rằng bấy nhiêu lời nói đã có thể khiến phúc thay đổi ý định kéo hắn chết chung ai ngờ hắn vừa dứt lời liền nghe cô nói mong là ở thế giới bên kia mày sẽ không học được cách nói dối trắng trợn như thế nữa phúc nâng cánh tay còn lại lên khóe môi nhếch lên nụ cười chiến thắng vũ khánh trợn mắt nhìn chiếc bật lửa trong tay cô nhỏ giọng chửi thề một tiếng liền dùng hết sức tông ra ngoài nhưng dù hắn có nhanh thế nào cũng không thể nhanh hơn lưỡi hái của tự thần. Một tiếng nổ cực lớn khiến cả con đường như rung chuyển. Những tài xế đang lái xe trên đường cũng bị tiếng nổ làm cho giật bắn người mà lạc tay lái. Những phương tiện khác trên đường cũng bị một phen thốt tim. Tiếng nổ lớn kèm theo ngọn lửa cháy rực biến cả căn nhà thành một ngọn đuốc sống. Màn rửa, rác thải sinh hoạt cùng những dụng cụ bản gỗ bên trong chẳng khác nào mồi lửa khiến ngọn lửa càng ngày càng lớn xe cứu hỏa nhanh chóng được điều động người xung quanh bị tò mò và hám chuyện đều tụ đến xung quanh vây kín lấy căn nhà chẳng chúc trong đám người kia có cả hạnh cô không thường lên mạng xã hội nên chẳng biết có tin nhắn đã gửi đến cho mình hơn nữa sau khi phúc bấm vào xem thì tin nhắn đã không hiển thị màu nữa nên cô cũng chẳng để ý đến chỉ là trong lúc lướt điện thoại tìm cách liên lạc với những người bạn của phúc mà cô có quen biết để hỏi chuyện vô tình lại nhìn thấy những tin nhắn kia cô nghĩ nếu như phúc đọc được tin nhắn có lẽ đã hiểu lầm rằng cô đi đến tìm vũ đồng cô đã gọi điện nhưng vũ đồng không bắt máy không có kiên nhẫn chờ đợi nên cô quyết định đi đến đây chỉ là không ngờ cảnh tượng khi cô đến lại là như thế này những người lính cứu họa nhanh chóng dập lửa Cánh cửa gỗ vì vụ nổ đã sớm vỡ tan tành. Khu vực cháy trước cửa vừa được khống chế, liền để lộ ra một thi thể cháy đen. Một người lính cứu hỏa hét lên. Cứu thương! Có người! Tiếng kêu khiến cho những người xung quanh không khỏi hô hoán toán loạn. Hạnh không thể giữ được bình tĩnh, liền chen qua hàng người xông thẳng vào trong những giữa đường. Đã bị giữ lại, cô khóc lớn gào thét thảm thiết Em gái tôi đâu? Em gái tôi có trong đó không? Cứu em gái tôi với! Người lính cứu hỏa kia nghe vậy liền nói. Thi thể là nam. Xong lại vào bên trong hét lớn. Bên trong còn người không? Hơn 10 phút sau ngọn lửa cuối cùng cũng được dập tắt. Nước chảy lênh láng khắp nơi, hầu như đã muốn nhấn chìm căn nhà. Vụ nổ đã khiến cả khu phố như rung chuyển. Nhìn thấy lửa đã dập tắt, những người ở nhà gần đó cũng thở vào nhẹ nhõm. Cảnh sát trật tự đã có mặt giải tán người dân vì tò mò mà vây quanh. Thấy cũng không còn gì để ngó nên bọn họ cũng quay lưng rời đi. Ai ngờ, vừa quay đầu liền nghe có người kêu lên. Cứu thương! Còn ngươi! Sợ cứu thương đã định rời đi, liền đạp phanh dừng lại. Nhân viên y tế cầm cán chạy vào rốt cuộc vừa bước vào, liền chạy ra lấy túi đựng thi thể quay ngược vào trong. Bà bộ thi thể khác lần lượt được đưa ra khiến ai cũng giật mình. Bọn họ cứ tưởng chỉ còn đứa con trai út là ở lại nhà thôi. Ai ngờ bên trong lại có nhiều người như vậy. Người khiêng hai thi thể trong phòng ra, vừa đặt vào bên trong liền chạy đến một góc mà nôn. Hắn đã nhìn thấy trên người hai cỗ thi thể kia đầy những ổ dòi đã bị ngọn lửa nướng chín. Điều đó nói rõ, trước khi vụ nổ xảy ra thì hai người họ đã chết từ lâu rồi. Bốn dĩ chỉ là đến cứu hỏa, ai ngờ lại phát hiện ra một vụ án khác bên trong không biết thuyết âm mưu nào đang ẩn phía sau khiến cả đám không dám lơ là một tay từ góc vách nhỏ nhất trong nhà đều bị bọn họ lật tung lên tìm kiếm hạnh ngồi trên đất ngơ ngác nhìn từng bộ thi thể đựng trong túi được khiêng ra mà lòng như chết đi cô đưa tay lên đánh thình thịch vào lồng ngực mình một nhân viên cứu hộ thấy thế liền đi đến ngăn cô lại nhưng trạng thái hiện tại của cô vô cùng mất bình tĩnh cô nằm trên đất cả người co lại đun lên nước mắt chảy ra như suối trong lòng vô cùng đau đớn nếu cô chịu kiểm tra tin nhắn ngay từ đầu thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi tại tôi tôi đã hại chết em gái mình rồi phục ơi phục em về với chị đi lính cứu hỏa bắt đầu thu đổi xã cứu thương chất đầy thi thể cũng đã rời đi từ sớm. Người dân cũng đã được giải tán đi hết. Trong sân nhà chỉ còn lại bóng dáng run rẩy của hạnh và những người lính đang làm nhiệm vụ. Mọi thứ dường như đã kết thúc. Từ trong nhà đột nhiên chuyển đến tiếng hét lớn của nhân viên cứu hỏa. Vẫn còn người sống, gọi cứu thương. Là một cô gái, nhanh chóng cứu người. Phúc từ từ có ý thức lại, nhưng cô không dám mở mắt sự đau đớn trên người nhắc nhở cô rằng những chuyện cô đã trải qua không phải là một giấc mơ cô sợ rằng lúc mở mắt ra cô sẽ nhìn thấy khuôn mặt ám ảnh kia của vũ khánh sẽ nhìn thấy con dao dính đầy máu trên tay hắn hoặc là thi thể đã bị chém chết của người nhân viên kia bên tai chuyển đến tiếng nói của một người đàn ông khiến cô bất giác run lên người đó nói bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm cô ấy rất may mắn đương nhiên còn rất mạnh mẽ nhưng bàn tay trái của cô ấy vì vết thương nặng lại không được chữa trị kịp thời nên sẽ không còn linh hoạt như ban đầu xương sườn chịu tác động mạnh đã bị gãy và đâm vào phổi tuy cuộc phẫu thuật rất thành công nhưng di chứng là không thể tránh khỏi vẫn phải nhờ gia đình quan tâm chăm sóc nhiều hơn cảm ơn bác sĩ hạnh vô cùng cảm kích nói lúc em gái được những người cứu hộ đưa ra cô còn chẳng dám nhìn kỹ trên người em ấy từ trên xuống dưới đều bê bết máu rất may chút hơi thở yếu ớt kia vẫn cho thấy hy vọng sống của cô vẫn còn rất mạnh mẽ không ai để ý cô gái nằm trên giường vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm có lẽ đã đoán ra được bản thân đang ở đâu rồi cô cứ nghĩ bản thân đã thật sự chết rồi ai ngờ lực nổ của bình ga khiến cô văng thẳng xuống hầm đá phía dưới hầm đá được thiết kế chống bom nên đã thành công cứu lấy cô một mạng nằm dưới hầm đá cô dường như đã nghe được tiếng khóc của hạnh cô biết được Hóa ra lúc cô rời đi Vẫn có người vì mình mà khóc Phúc làm đó Nước mắt chảy xuống đọng nơi vành tay của cô Thế nhưng bên tay nhanh chóng Chuyển đến giọng nói tức giận của cha cô Sao nó lại đến đó Mấy người trong nhà chết có liên quan gì đến nó không Là thằng bạn trai nó gây ra sao Hạnh sợ em gái nghe thấy Để nhanh chóng lên tiếng ngắt lời cha cô Nhỏ giọng nói Cha đừng có lớn tiếng quá Để Phúc còn nghỉ ngơi nữa nghĩ cái gì mà nghĩ tự nhiên khi không lại mang chuyện về nhà khi nãy cảnh sát đến đầy ở nhà đòi lấy cái gì mà lời khai rồi thu thập bằng chứng ai nhìn vào cũng tưởng cha con là tội phạm đấy em ấy đến đó là vì nghĩ con ở đó nên mới đến tìm chuyện còn chưa điều tra rõ cha đừng có nói những lời như vậy nữa hạnh lần đầu tiên dám lớn tiếng nói chuyện lại với cha mình cô là vì muốn lấy lại cho em gái chút công bằng trong chuyện này em gái không hề có lỗi gì cả Chửi xong một trận, cha cô liền bị mẹ cô gọi trở về nhà. ông mang theo tâm trạng tức giận rời đi. phúc hai mắt nhắm chặt, bàn tay lạnh lặn dưới gối, khẽ siết chặt lấy nệm giường. đứng như cô đã nghĩ, cha cô làm sao có thể đứng về phía cô chứ? tên điền kia đúng thật là đồ dối trá mà. phúc nằm trong bệnh viện đến gần một tháng mới xuất hiện. một tháng này, công cuộc điều tra của cảnh sát cũng đã hoàn thành vụ án ẩn sau đám cháy cũng đã được có kết quả cuối cùng hạnh rất ngạc nhiên khi nghe chuyện về hai anh em sinh đôi vũ đồng và vũ khánh cô không ngờ lại có chuyện đáng sợ như vậy xảy ra với cô người cô quen ban đầu là vũ đồng cô bị ấn tượng bởi sự nhẹ nhàng tinh tế của anh nhưng lúc đó chỉ nằm ở giới hạn ấn tượng mà thôi cô vẫn chưa cảm nhận được cái gì gọi là tình yêu thì ra trong lúc quen nhau nửa chừng đã có sự thay đổi Thảo nào cô cứ cảm giác vũ đồng của mấy tháng nay lại có gì đó rất khác thường. Nửa năm trước, vũ đồng đã uống thuốc ngủ tự tử. Anh bị trầm cảm nặng vì áp lực từ phía cha mẹ, là những người rất mê tiền. Họ luôn ép anh phải kiếm nhiều tiền, thậm chí không ngại ngần tạo ra một vũ đồng hoàn toàn khác để khoe khoang với bên ngoài. Chưa bao giờ lắng nghe tâm sự, cũng không thấu hiểu cho ước mơ của anh. Trước khi quyết định đi đến bước đường này, Vũ Đồng từng tâm sự với Vũ Khánh. Và cuộc nói chuyện đó trở thành cuộc nói chuyện cuối cùng và cũng để lại một nỗi ám ảnh không thể vượt qua trong lòng hắn. Sau khi anh trai mất, mọi áp lực, sự giận dữ, gánh nặng tiền bạc đều bị cha mẹ đặt hết lên vai hắn. Nếu hắn làm không tốt sẽ bị hai người họ dọa nhốt xuống hầm đá như lúc nhỏ, thậm chí là đánh mắng nặng nề. Cha hắn có lúc, có rượu còn không do dự cầm dao muốn chém chết hắn Dần dần hình tượng ngoan hiền giỏi giang của Vũ Đồng Bị cha mẹ áp đặt lên người hắn Khiến hắn một giây cũng không thể thở nổi trong căn nhà này Vũ Khánh bị cha mẹ ép phải làm những việc mà hắn không thích Cho đến một lần khi biết tin hắn đã không đến nhận phỏng vấn công việc Mà hai người giới thiệu cha hắn đã dùng gậy bóng chảy đánh hắn đến mức học máu Trong người đang có rượu lại thêm bị đánh đau Sự tức giận trong người bùng phát Đến lúc hắn nhận ra thì cha mẹ hắn đã nằm im trong vũng máu bắt đầu từ lúc đó một con quỷ đã bị đánh thức một mình trong căn nhà vũ cánh nhớ đến những lúc có anh trai bên cạnh dần dần hắn bắt đầu nói chuyện một mình rồi anh trai đã thật sự xuất hiện để nói chuyện với hắn hắn sống cứ như anh trai chưa bao giờ rời đi cùng anh trai vẽ tranh chơi trò chơi anh trai ngồi viết sách hắn sẽ ngồi bên cạnh lau mô hình xe mô tô anh trai càng xuất hiện nhiều chứng tỏ bệnh của hắn càng thêm nặng. Vũ Cánh biến từ một tên tâm thần đến một tên cuồng sát. Hai tháng sau khi sự kiện lần đó xảy ra, một ngày khi Hạnh đi làm về, cô theo thói quen gần đây là vào phòng xem em gái. Nhưng khi mở cửa phòng ra, lại thấy có gì đó không đúng. Chăn nệm được gấp gọn gàng, sách trên kệ đã không thấy đâu. Cô đi tới bàn làm việc, liền thấy trên bàn có dán một tờ giấy nhắn Nội dung vòn vẹn chỉ có một dòng Sắp xếp xong mọi chuyện Em sẽ liên hệ với chị Phúc đã đợi đi thật rồi Hạnh đã từng nghe kế hoạch ra ở riêng Của em gái Nhưng không ngờ em ấy lại quyết định thực hiện Sau khi vết thương vừa lành lại Cô nghĩ có lẽ những lời cha cô nói Trong bệnh viện cũng như thái độ hành học Của ông ấy đã khiến Phúc quyết định Thực hiện việc này sớm hơn Cô thử gọi vào điện thoại Thì báo ngoài vùng phủ sóng Gọi thêm vài lần thì cuối cùng lại báo là không liên lạc được. Lần này thì cô đúng thật không cách nào tìm được em gái nữa rồi. Cha mẹ cô sau khi biết tin cũng không có phản ứng gì lớn. Buổi tối hôm đó mẹ cô chỉ dọn ra ba cái chén, nước cũng chỉ rót ra ba ly, giống như đã hoàn toàn chấp nhận việc trong nhà chỉ có ba người vậy. Cô không đứng ở vị trí của em gái nên không biết được em ấy đã phải chịu bao nhiêu tổn thương từ chính gia đình của mình. Có lẽ rời đi lại là quyết định đúng đắn. Dù có chuyện gì xảy ra thì cuộc sống vẫn tiếp diễn. Hạnh đưa tay xé lịch, hôm nay vừa tròn hai năm phút rời khỏi nhà. Hai năm không một tin nhắn, không một cuộc gọi, giống như hoàn toàn biến mất vậy. Cha mẹ cô chưa bao giờ cần thích nghi với chuyện em gái biến mất. Bọn họ vẫn vui vẻ, vẫn tiếp tục khoe khoang, vẫn tiếp tục giống như lúc trước. Gần đây cô cũng bắt đầu một mối quan hệ khác là đồng nghiệp trong công ty. Người này không dịu dàng cũng không tinh tế nhưng cô và anh lại nói chuyện rất hợp nhau Nhưng lần này cô không muốn đưa anh về cho cha mẹ nhìn mặt nữa Cô muốn cảm nhận được những giây phút họ hẹn yêu đương Như những người lúc bấy giờ Không ràng buộc cũng không cần phải nghe bất kỳ ai Đời người có bao nhiêu lần được sai lầm đâu Cứ thoải mái chinh phục mà thôi Thất bại thì xem như là thử Thành công thì coi như là ăn may Thời đại bây giờ Làm sao dám mở miệng nói đến hoàn hảo Nói đến chắc chắn được bình bình là ổn lắm rồi. Hạnh bước ra khỏi cửa công ty thì đứng đợi bạn trai lấy xe ra. Điện thoại tinh một tiếng báo tin nhắn đến. Cô vừa nhìn thì nước mắt liền rơi xuống. Bạn trai cô vừa lái xe ra đã nhìn thấy bạn gái mình mặt đầy nước mắt nhìn vào điện thoại. Anh lo lắng nhảy xuống xe đi tới hỏi thăm. Anh ở đâu trên mặt thì rơi đầy nước mắt. Nhưng cô lại ngẩng đầu nhìn anh cười vô cùng vui vẻ Cô nói anh nói hôm nay muốn đi ăn nhà hàng về không em không có tâm trạng thì hôm khác mình đi cũng được anh nói hạnh lắc đầu nụ cười ngày càng sâu hơn không phải em có chỗ tốt hơn này anh có muốn đổi kế hoạch không được em đi đâu thì anh đi đó hai người lên xe đi về hướng ngược lại so với địa điểm đã lên kế hoạch ban đầu người bạn trai bí mật liếc nhìn hạnh để xem phản ứng của cô khi nãy anh đã vô tình nhìn thấy màn hình điện thoại của cô. Bên trong có một tin nhắn vừa được gửi tới không bao lâu. Nội dung là tên của một địa điểm nào đó, bên dưới còn nhắn thêm một câu không hiểu ý muốn nói cái gì. Công việc đã sắp xếp xong rồi, chị còn muốn đến không? Nhận thấy ánh mắt quan sát của bạn trai, Hạnh mỉm cười nói. Anh à, chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ đưa anh đến gặp một người vô cùng đặc biệt đặc biệt là minh tinh hay nghệ sĩ nào à hạnh phì cười tay chống lên cửa đưa ánh mắt nhìn ra dòng xe cổ lướt qua nhộn nhịp rồi lâu sau mới lên tiếng nói <laughs> không người đó không giống minh tinh lắm cũng không giống nghệ sĩ nào cả người đó giống em chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện ngày hôm nay của tác giả huỳnh thiên hương bản thân thuận thì thấy câu chuyện này rất là hay nó nói lên một cái thực trạng mà gần đây trên các trang mạng hay là các bộ phim gần đây nhất của phim nhà bà nữ của trấn thành cũng có đề cập đến cái chủ đề này đó là sự áp đặt của cha mẹ vào con cái đôi khi cha mẹ lại không đặt mình vào suy nghĩ của con cứ ép con cái phải sống theo cái ý mà mình muốn sống theo cái cuộc đời mà mình sắp đặt cho nó thành thử ra đấy lại là một cái sự yêu thương ngược chiều một cái sự yêu thương mà nó lại dẫn tới những cái kết quả đi hoàn toàn trái ngược lại những cái điều mà cha mẹ mong muốn, người ta gọi là yêu thương sai cách và thuận thấy bài học trong câu chuyện này được đúc kết ra cũng rất là hay. Không biết quý vị nghĩ gì về bài học mà tác giả Huỳnh Thiến Hương đã gửi gắm trong câu chuyện thì hãy bình luận xuống dưới cho Thuận được biết nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon.